Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản tin vào tối thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng để có những cái phân tích đánh giá lại tất cả kịch bản về thị trường trong tuần vừa qua, về cả cổ phiếu và thị trường chung. Sau đó Hùng Lê cùng với anh chị chúng ta sẽ view qua các cái nhóm ngành cơ bản, các cái mã cổ phiếu to nhất, khỏe nhất, béo nhất và mạnh mẽ nhất của team chúng ta. Cuối cùng thì chúng ta sẽ đi nhận định và phân tích về thị trường, xu hướng thị trường trong tuần tới. Thế thì trước khi mà đi vào phân tích thị trường thì bây giờ cũng có một cái cảnh báo đối với tất cả những anh chị em nhà đầu tư. Hiện tại thì một số các bạn môi giới lấy danh nghĩa là việc tại công ty chứng khoán VPS và lấy danh nghĩa là làm việc cùng với team của Hùng Lê để mời các anh chị mở tài khoản, thì cái trường hợp này thì đã xuất hiện trong 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 ngày hôm nay, trong thời gian trong tuần vừa qua đó. Thì khách hàng cũng đã hỏi rất là rõ, và có cái bạn Quỳnh An đó, là bạn ấy bảo là đấy là cái kênh YouTube, là cái kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, đó là kênh của bên em và thường live và livestream vào mỗi buổi tối, và khách hàng có hỏi lại thì bạn ấy bảo là đúng. Và bạn này thì có ở đây có hẳn cả số điện thoại, đang làm việc tại công ty TVE gì đây, VPS, và có cả số điện thoại liên hệ. Đó thì Hùng Lê cảnh báo với tất cả các nhà đầu tư, khi các anh chị có bất kể một cái thông tin nào liên quan đến Hùng Lê thì đề nghị các anh chị chúng ta sẽ chat trực tiếp với Zalo của Hùng Lê và liên hệ qua số điện thoại 0968 279 555. Ngoài cái số điện thoại đó, ngoài cái Zalo đó thì mọi cái thông tin khác ngoài cái chủ sở hữu đó thì các anh chị vui lòng chúng ta sẽ không tương tác, hoặc đấy là một cái team, một cái đội nhóm nào đó chứ không phải là đội nhóm của Hùng Lê, thì các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê. Rồi, kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 4, xin lỗi cả nhà, kết thúc cái tuần giao dịch cuối cùng, tuần giao dịch cuối cùng của tháng 11 thì Hùng Lê đã ra bản tin video số 132, trong đó phân tích định lượng tình hình thị trường chứng khoán tuần từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12. Trong đó thì VN Index của chúng ta sẽ tiệm cận vùng 1.020 điểm đến vùng 1.030 điểm. Cùng với đó thì cũng có phân tích cái xu hướng tiếp cận của VN30 và phái sinh, đó là ở ngưỡng 992 điểm đến vùng 995 điểm, và cái hỗ trợ cứng của thị trường ở vùng 965 điểm. Cùng với đó thì trong buổi tối ngày 29 tháng 11 thì cũng đã có những cái phân tích khá là sâu về thị trường chứng khoán Mỹ và thị trường chứng khoán châu Á. Cùng với đó thì cũng có ý thứ hai trao đổi về thị trường chứng khoán Việt Nam và các cái mốc, các cái gọi là các cái biểu đồ xu thế, trên cái biểu đồ xu thế và bộ ba các cái chỉ số thì cái trend chủ đạo vẫn là trend long và chưa có cái dấu hiệu đảo pha. Cùng với đó thì hỗ trợ của phái sinh ở vùng 965 đến vùng 967 điểm, hỗ trợ của VN30 ở 963 đến 965 điểm, tức là nôm na ở vùng 965 điểm, đó là cái vùng hỗ trợ của phái sinh và VN30, tất nhiên ở trong một cái ngưỡng tương đối nào đó. Và tổng quan thì chúng ta thấy là cái tuần giao dịch video số 131 là một tuần giao dịch rất là thành công và ổn định. Trên cái cơ sở ổn định đó thì chúng ta kỳ vọng tuần giao dịch khởi động trong tháng 12 chính là cái tuần giao dịch ra bản tin video số 132, sẽ tiếp tục công phá các cái vùng giá mục tiêu M4 như đã phân tích ở trên bản tin tuần, thì cái mốc M4 thì tí nữa thì chúng ta sẽ nói, và các anh chị xem các cái video của Hùng Lê thì cũng có thể hiểu được là cái mốc M4 là như thế nào, bộ ba chỉ số ở trên mốc M4. Và sau đó thì cũng có nói đến cái câu chuyện là chiến lược giao dịch cho thời điểm hiện tại mua và bán như thế nào, thì cái phương pháp mà Hồng Lê có đưa cho các anh chị một cái phương pháp chủ đạo rất là quan trọng, đó là chúng ta sẽ đi phân tích ra tất cả các mã cổ phiếu khỏe nhất, mạnh nhất, và trong một cái hành trình mà chúng ta phân tích một sóng lên thì chúng ta sẽ có các cái điểm nhấn kỹ thuật, và tại các cái điểm nhấn đó nếu như cổ phiếu vượt thoát được thì Hồng sẽ khuyến nghị mua tăng tỷ trọng, mua thêm, tức là chúng ta sẽ mua tất cả những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang có vị thế ở trong tài khoản để làm gì? Để chúng ta có sẵn hàng ở trong đó và chúng ta có thể xử lý khi mà thị trường chúng ta gặp các cái tín hiệu bất thường, thì đấy là cái câu chuyện mà chúng ta Hùng đã hướng cho các anh chị một cái phương pháp đầu tư, một cái chiến lược đầu tư rất là bài bản, rất là quan trọng trong cái thời gian vừa qua, đặc biệt là khi thị trường của chúng ta tiệm cận về vùng 1.000 điểm, và đến thời điểm hiện tại là trong tuần vừa qua thì đã lên đến 1.025 điểm, tí nữa chúng ta sẽ nói.
Cùng với đó thì cũng có khuyến nghị thêm một số các cái mã cổ phiếu có thể thăm dò vị thế ngay ở đầu tuần, ví dụ như là ABS, BWETDMC2, cổ phiếu DXP thì đã khuyến nghị mua rồi, cổ phiếu HAH, cổ phiếu nha. Đó thì một số các cái mã cổ phiếu, và trong tuần thì chúng ta có rất nhiều các cái dữ liệu về phân tích về phái sinh và VN30. Đây là hai cái chỉ số quan trọng giúp cho chúng ta định lượng thị trường chúng ta sẽ đi đến đâu. Đó, cùng với đó là mã cổ phiếu HD Bank, MBB, KDH, TDM, DIG. Và một cái điểm mấu chốt HBC đó, ví dụ như HBC đó, thắt dây an toàn đó, để bây giờ là lúc đó là đang hướng đến break nền 13 và kết tuần phiên tuần này thì đã lên đến vùng 14 15 rồi. Và một cái điểm nhấn kỹ thuật rất là quan trọng trong tuần vừa qua, đó là cái câu chuyện là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai thì nó phát sinh một cái một 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 cái câu chuyện một cái câu chuyện rất là quan trọng trên thị trường, rất nhiều các báo chí viết tùm lum tà la lên, rồi tâm lý nhà đầu tư vân vân và vân vân. Chính vì vậy, để cái câu chuyện là để ổn định về tâm lý về thị trường, và cái bản tin này Hùng có chia sẻ lên trên các cái team cộng đồng R7, R8, R9 để hỗ trợ nhà đầu tư trong những cái thời điểm khó khăn nhất, thì Hùng có ba cái ý để nói về thị trường chứng khoán Việt Nam. Tức là một cái câu hỏi là liệu thị trường chứng khoán Việt Nam đã sập hay chưa, thì chúng ta có 3 ý để trao đổi chính. Thứ nhất là câu chuyện về Covid tại Sài Gòn, thì chúng ta đủ các cái biện pháp kỹ thuật đó ông đã phân tích, và cái câu chuyện Covid tại Sài Gòn chỉ là một cái câu chuyện theo Hùng chỉ là để chém gió ở trên diễn đàn, nên chúng ta loại bỏ cái yếu tố này ra đó. Thì yếu tố thứ hai về thị trường chứng khoán thế giới và châu Á thì chờ các cái phiên giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ, và trong cái buổi tối ngày thứ hai thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch tương đối là tích cực, giảm điểm không là sâu. Thứ ba là tập trung đánh giá sâu về nội tại thị trường chứng khoán Việt Nam, bộ ba chỉ số VN30, VN30, VN Index và phái sinh. Thì trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai, bộ ba chỉ số này đều nằm trong cái biên dự báo trong bản tin phân tích tuần, và như vậy thì chúng ta không có gì đáng để lo ngại trong phiên giao dịch ngày hôm nay, tức là kết thúc phiên giao dịch ngày thứ ba. Và trên biểu đồ tâm lý thì chúng ta cũng chưa xuất hiện cái tín hiệu đảo chiều của trend short, mà trend chủ đạo của bộ ba chỉ số thị trường vẫn là trend long. Cùng với đó thì cũng đánh giá tiếp các cái nhóm ngành đó, các cái nhóm ngành và sau đó thì phân tích sâu cái điểm số bị mất của trong cái phiên ngày thứ hai đó, trong cái phiên ngày thứ hai đó là nó tập trung vào những cái mã cổ phiếu nào, và các cái điểm giảm đó thì nó có đại diện cho xu hướng của toàn thị trường hay không, hay nó chỉ mang một cái tính chất cục bộ. Và ông có kết luận là cái tín hiệu giảm điểm ngày hôm nay sẽ không dùng để phân tích thị trường, và chúng ta cần một cái phiên xác nhận, đó là phiên ngày mai, chính là phiên ngày thì giao dịch ngày thứ ba. Và chính vì đó thì Hùng đã có những cái phân tích rất sâu, và Hùng đã đưa ra cho tất cả những anh chị em trên team của Hùng Lê một cái ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật, đó là với những cái chiều hướng hiện tại về chỉ số Dow Jones và Dow Jones S, tức là lúc đó tại thời điểm 23 giờ 10 phút ngày 30 tháng 11, thì cũng đã đưa ra cái ngưỡng hỗ trợ của phái sinh có thể test cung về vùng 950 đến 952 điểm của phiên thứ ba, và VN30 sẽ test lại biên 952 điểm đến 955 điểm. Thì cái mấu chốt vấn đề nó nằm ở chỗ này, và lại thêm một lần nữa rất nhiều nhà đầu tư, cộng đồng nhà đầu tư đã bị bán đúng đáy, bán đúng đấy. Và cái câu chuyện, cái mấu chốt vấn đề nó nằm ở cái phiên giao dịch, đó là ngày phiên kết thúc phiên giao dịch ngày thứ hai, thì trong đêm đó thì cũng đã đưa ra cho các anh chị một cái biên. Cái biên này để làm gì các anh chị? Đó là các cái cột mốc để giúp cho chúng ta định lượng, và đưa ra cái vùng 952 đến vùng 955 điểm đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh. Và các anh chị thấy là trong cái phiên mở cửa ATO của phiên ngày thứ ba bị bán rất mạnh, giảm 24 điểm. Và trong một cái trạng thái hoảng loạn như vậy, rất nhiều nhà đầu tư bán lại thêm một lần nữa, bán đúng đáy. Cái phiên ngày 29 đến ngày 30 tháng 11 các anh chị bán đúng đáy rồi, thì đến cái phiên này các anh chị lại tiếp tục vấp phải một cái lỗi rất là lớn. Đó, chúng ta cái mục tiêu của chúng ta là chúng ta tìm các cái cột mốc, các cái nhiệm vụ để chúng ta xem à, về đến đó thị trường của chúng ta có bị gãy không? Về đến đó cái tín hiệu kỹ thuật như thế nào? Thì đúng phiên ngày thứ ba, VN Index rơi xin lỗi cả nhà, VN30 rơi sâu nhất đó là ở vùng bao nhiêu điểm đấy ạ? Đây chính là cái cây nến này đó, 951 điểm, tức là suýt soát chạm cái biên giới của ông Lê đưa ra trong cái buổi tối ngày
30 tháng 11, 9852 đến 955 điểm. Còn đối với chỉ số phái sinh, đúng không? Phái sinh thì chỉ rơi về vùng 960 điểm và sau đó hút lên ở vùng 965 lắm điểm và tiếp tục một cái trận đánh ở đây. Đó, thì cái câu chuyện là thị trường của chứng khoán Việt Nam nó luôn luôn biến động, các anh chị, luôn luôn biến động. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ phải có những cái tín hiệu phân tích trong phiên để chúng ta định lượng một cái đường đi của thị trường. Thì đấy là cái phương pháp mà chúng ta hướng đến cộng đồng nhà đầu tư cũng như tất cả những anh chị em ở trong team của Lê, cũng như có những cái chia sẻ lên các cái room cộng đồng R9, R8, R7. Đó, thì đấy là tất cả những cái kịch bản mà chúng ta đã phân tích ở trong tuần vừa qua. Và VN Index đạt được mức cao nhất ở 1.025 điểm trên cái mốc M4, đó chính là cái mốc 1.020 điểm đến 1.030 điểm. Đây là cái mốc định lượng của chúng ta. Cùng với đó thì chỉ số VN30 chúng ta dự kiến mốc M4 ở vùng 995 điểm thì đạt được mốc cao nhất ở vùng 990 điểm. Cách cái target phân tích định lượng của chúng ta khoảng 5 điểm. Còn đối với chỉ số phái sinh, chúng ta định lượng mốc M4 sẽ long lên ở vùng 992 điểm. Thì trong phiên ngày hôm nay, chính thức là cao nhất là 992,6 điểm. Như vậy là trong tuần vừa qua thì bộ 3 chỉ số chúng ta phân tích thì đã có 2 chỉ số gần như là cán cái cột mốc mà chúng ta phân tích. Chỉ có chỉ số VN30 thì chưa đạt được. Thì đấy là tất cả cái kịch bản mà ông Lê đã phân tích ở trong tuần vừa qua. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích tất cả các mã cổ phiếu, các nhóm ngành ở cơ bản nhất để chúng ta xem thử là cái thị trường của chúng ta có còn đi được nữa hay không, và đi được thì sẽ đi đến bao nhiêu. Đó, các cái mã cổ phiếu của chúng ta còn dư địa để tăng không, và tăng được thì tăng được bao nhiêu nữa. Đó, thì chúng ta sẽ đi lần lượt phân tích tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta. Đầu tiên là VIX. Hiện tại 2 tuần VIX không có nhiều các cái yếu tố đột biến. Hỗ trợ của VIX vẫn là vùng 102.5 và kháng cự ở vùng 110. Và trên cái ý đồ tạo lập thì VIX vẫn sẽ là một mã cổ phiếu mà tạo lập sẽ sử dụng để kéo. Điểm mua thì không khuyến nghị các anh chị nhé. Khi nào có cổ phiếu nào có điểm mua thì Hùng sẽ nói là có khuyến nghị điểm mua. Còn những cái mã cổ phiếu nào không có thì Hùng chỉ lướt thôi. Vinhome, trên quan điểm phân tích kỹ thuật thì cũng đã tìm về cái vùng hỗ trợ 81.5 đến vùng 82, và chúng ta thấy rằng trong tuần vừa qua Vinhome đã có những cái điểm test cung về đúng cái vùng hỗ trợ này, và từ vùng hỗ trợ này thì Vinhome bật lên rồi thì bây giờ đến thời điểm hiện tại là chạm vùng 86 thì Vinhome lại có những cái điểm test cung ở vùng 84 không gãy. Mục tiêu trong nhịp này Vinhome sẽ kéo các tài khoản mà chúng ta cầm Vinhome thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm để chúng ta chốt được ở những cái target cao hơn. Ở tín hiệu của VRE thì hơi xấu. Trong cái phân tích tuần đó là VRE sẽ có những cái điểm test cung sâu, có thể nằm ở khoảng vùng 27 đây, và mục tiêu sẽ công lại vùng 28.5 đến vùng 29. Trong tuần thì VRE đạt được cái mốc cao nhất ở trên, ở đây là phiên này là vùng 28.65 thì VRE đã bị đổ. Ở tín hiệu kỹ thuật hiện tại của VRE thì nó sẽ có xu hướng test lại cung, tức là xu hướng như này thì sẽ test lại cung ở vùng ở đây, cái biên cung này, đó là biên 27.5 đến khoảng biên 28. Trước khi hình thành cái xu thế tiếp theo. Chúng ta tắt cái này đi cho nó nhẹ anh chị. Cổ phiếu Sapeco thì cũng đã có những cái phân tích về cổ phiếu này, đó là Sapeco sẽ sử dụng để kéo điểm số. Trong cái hành trình mà chúng ta phân tích về Sapeco từ vùng hỗ trợ 180, sau đó thì nó sẽ hành trình này nó có một cái điểm hạ cung ở vùng 189, đi lên công lại vùng 195, vượt thoát vùng 95 thì sẽ tiếp tục kéo lên những cái vùng cao hơn ở đây, đó là khoảng vùng 210 đến vùng 215. Đây là cái vùng đỉnh cũ của Sapeco. Vinamilk, Vinamilk chúng ta có một tuần giao dịch không thực sự là tích cực, đúng không ạ? Không thực sự là tích cực khi mà Vinamilk tiếp tục đi ngang. Với tín hiệu dòng tiền cắm đầu đi xuống và tín hiệu đi ngang như này thì Vinamilk sẽ có thêm cái thời gian để tích lũy lại ở vùng 108.5 đến vùng 109, động lực tăng giá hiện tại chưa nhìn thấy. VTC và các cái nhóm ngành cổ phiếu hàng không thì trong tuần vừa qua do dính Covid nên là có một cái thông tin về các cái chuyến bay thương mại sẽ bị dừng. Tuy nhiên trên góc độ quan điểm kỹ thuật thì cũng đã có những cái phân tích về VTC ở đây. Hỗ trợ ở vùng 116.3 và kháng cự ở vùng 120. Hiện tại là VTC đã có 2 tuần đi ngang ở trong cái biên hỗ trợ ở biên kháng cự này. Hiện
tín hiệu kết tuần thì VDC đang có cái tín hiệu dòng tiền đang hơi yếu, chính vì vậy nên là cái xu hướng hiện tại và xu hướng cho tuần mới thì sẽ cố gắng công lại vùng 120. HVN là chưa có nhiều các yếu tố đột biến, vùng hỗ trợ vẫn đi ngang ở vùng 126, dòng tiền kém, tín hiệu mark chưa đạt nên là xu hướng chủ đạo là vẫn là đi ngang thôi. Cổ phiếu ACV là một cái mã cổ phiếu rất có duyên với Hùng Lê và có team với team của chúng ta. Tất cả các cái điểm khuyến nghị mua của ACV gần như là chúng ta lãi rất là ổn định. Ở trong một cái nhịp phân tích tiếp theo của ACV đó là vùng hỗ trợ 70.5 đến vùng 71 không thủng thì cũng đã khuyến nghị anh chị chúng ta vào. Ở trong phiên ngày hôm nay cũng tiếp tục khuyến nghị các tài khoản chúng ta đang nắm giữ ACV tiếp tục tăng tỷ trọng ở trong phiên ngày hôm nay ở vùng dự ở vùng 72.5 nhưng trên thực tế là chỉ khớp được ở vùng 73. Đó thì các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm ACV tiếp tục là chúng ta cân đủ cái số chúng ta cần mua, có thể là phiên ngày thứ hai thị trường sẽ có nhún. Những cái điểm nhún đó thì sẽ có vùng giá 72.5, yên tâm là như vậy. Cổ phiếu AST thì nó thanh khoản nó thấp và cái cách tạo lập của cổ phiếu này thì nó cũng rất là đặc biệt, chính vì vậy nên là chúng ta không thể nóng vội được. Và cái cách đi cổ phiếu thì nó cũng đi khá là chậm rãi, đi đến đâu thì sẽ chắc đến đó. Và mục tiêu của chúng ta thì trong trong nhịp này thì đang hướng về cái cột mốc ở đây đó là vùng giá 57. Vượt thoát được vùng 57 thì khi đó thì cổ phiếu sẽ đi theo một cái trend rất là dài, sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích ở đoạn sau. Chúng ta sẽ phân tích theo tuần các anh chị nhé. Không có nói trước những cái điều gì nó quá dài cả. Đối với BVH trong tuần vừa qua về vùng kháng cự của cổ phiếu này vẫn ở vùng 56 và BVH có một tuần ngập lặn ở quanh vùng 56, hỗ trợ vùng 54 đến vùng 55. Đó là vùng test cung mà cổ phiếu này có thể test, và chúng ta thấy đây là phiên test cung sâu ở phiên ngày thứ hai, à ngày thứ ba trong hoảng loạn nên là bán tống bán tháo ở vùng đáy. Với tín hiệu kết tuần hiện tại của BVH thì BVH lại cần thêm thời gian để tích lũy lại ở nôm na nó là ở vùng 54 đến khoảng vùng 56 trước khi có những cái tín hiệu tiếp theo. Dòng tiền đang cắm đầu đi xuống, đó, cắm đầu đi xuống như thế này thì ít ít các mã cổ phiếu có thể tăng điểm được. Cổ phiếu Mansan, chúng ta đã bắt đáy Mansan phiên ngày hôm nay dự cho những cái điểm test cung ở khoảng vùng 85 chúng ta bắt tiếp. Tuy nhiên là 85 thì không 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 đạt được, nhưng đến phiên ngày thứ hai khả năng cái điểm 85 sẽ có. Vùng chúng ta phân tích bắt đáy của Mansan ở đây đó là khoảng vùng 80 80 80 đến vùng 81 ở đây Mansan. MWG, đối với MWG thời điểm hiện tại chúng ta đang hướng cổ phiếu này lên cái target ở vùng 120 và trong phiên ngày thứ hai thì cũng có tăng, tuy nhiên sau đó thì cổ phiếu lại đi về vùng tích lũy 112 đến vùng 113. Xu hướng trong tuần mới thì chúng ta sẽ cần thêm các cái tín hiệu tích lũy nền ở vùng này trước khi mà có một cái lực cầu mạnh có thể đánh hút dòng tiền trở lại, khi đó cũng sẽ có những cái cập nhật ở trên room không chat và trên room cộng đồng cho các anh chị tham khảo. PNG PNG xu hướng hiện tại là tốt. Trong các cái trong cái bản tin phân tích tuần thì chúng ta đã nói đến cái vùng giá 75, PNG đã break qua và sau đó thì PNG có một cái vùng dự kiến kéo lên khoảng vùng 77, sau đó sẽ test cung và đây là những cái điểm test cung của tuần tuần giao dịch cũ. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PNG thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng PNG trong nhịp này sẽ kéo lên khoảng vùng giá 83 đến vùng giá 83, nói chung 83 83.5 ở vùng này. Trước khi mà hình thành một cái xu hướng chỉnh hoặc là các cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo thì đối với PNG chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm, đang rất là ok. Chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa Bình Minh. Bình Minh thì chúng ta đã phân tích một cái sóng khá là dài và các cái điểm mua của Bình Minh từ vùng giá 52.5 đến vùng 53, Hùng có nói rồi. Và chúng ta đang phân tích một sóng lên hiện tại thì Bình Minh đã có những cái điểm vượt thoát vùng 60 và dự kéo lên khoảng vùng 62, sau đó test cung lại ở vùng 60. Thì cái phiên test cung nó rơi vào phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba đây các anh chị. Đó, phiên ngày thứ hai thì kéo lên gần vùng 62, sau đó trả cung ở phiên ngày thứ ba và tiếp tục kéo lại. Và với những cái tín hiệu test cung và lực cầu hiện tại như thế này thì tiếp tục kỳ vọng là nhịp này thì Bình Minh sẽ kéo lên vùng 65 đến khoảng vùng 66, mạnh hơn sẽ là ở vùng 7x.
Và hàng tuần thì cũng sẽ có cập nhật thêm cái mã cổ phiếu này. APH thì cái cách đánh của APH chúng có nói rồi, đó là xây mạnh lên một tuần và sau đó có những cái điểm test cung, và những cái điểm test cung của tuần ông đánh giá là ok khi cổ phiếu này vẫn ở trên cái biên khoảng biên 90. Và cái cách đánh thì có thể là sang tuần tới thì cổ phiếu này lại có một cây nến xanh kéo dài lên và sau đó lại test, và mục tiêu thì khả năng nhịp này tạo lập sẽ đánh về khoảng vùng giá 100. Cổ phiếu DAG chưa có gì đột biến và vùng hỗ trợ chúng ta phân tích ở đây vẫn là vùng 6.4, sau đó thì ở vùng 6.6 đến 6.76, 6.75 gì đây đó. Và chúng ta kỳ vọng nhịp này thì cổ phiếu đánh về khoảng vùng 7.1 đến 7.2. Cổ phiếu ba con A thì nhịp này Hùng đang thấy là cái dòng tiền tạo lập của nó khá là ok, đã khuyến nghị mua. Và trong cái target đầu tiên mà chúng ta xây đối với cổ phiếu ba con A đó là vùng giá 13. Trong tuần thì đã có 3 phiên, chính xác là 2 phiên trên giá 13 nhưng mà cổ phiếu chưa có lấp, gọi là chưa có giữ được cái đà ở trên 13, thì cổ phiếu lại có những cái điểm lấp lại gáp ở đây, thì những cái điểm lấp này có thể tính toán ở khoảng vùng 12.6. Cổ phiếu 12.6 đến vùng 12, ok, khoảng tầm vùng 12.6, 12.8, đây là những cái vùng mà cổ phiếu sẽ có xu hướng lấp lại gáp không gãy ở vùng này và sẽ kéo lên. Hiện tại thì xu hướng của Baona đang khá là ok và đang kỳ vọng đang xây ở target ở khoảng vùng 14 của nhịp này, 14 của nhịp này đối với cổ phiếu Baona. Cổ phiếu nhựa thiếu niên Tiền Phong phiên ngày hôm nay đã NTP, phiên ngày hôm nay đã khuyến nghị mua, mặc dù là nó hơi chậm hơi trễ, tuy nhiên trên quan điểm góc độ kỹ thuật là nhựa Tiền Phong cũng đã đi vào những cái kênh xu thế chung và dài hạn rồi. Chính vì vậy nên là cái vùng test cung vùng 35 đến vùng 35.5 đấy là vùng đã khuyến nghị mua vị thế 30% tỷ trọng ở trong phiên ngày hôm nay. Sau đó thì cũng sẽ có thêm các cái điểm mua tiếp theo và kỳ vọng trong nhịp này nhựa thiếu niên Tiền Phong sẽ đánh về khoảng vùng giá 4x. Rồi chúng ta phân tích J và sau đó một số các mã ngành của nhóm ngành công nghệ. Đối với J, chúng ta có những cái nhịp xổ số và chúng ta đi xây, và đến thời điểm hiện tại cái target mà Hùng xây được cao nhất đó là vùng 5x. Thì trong tuần thì J đã đạt được đến cái cột mốc, ok, đạt được đến cái giá cao nhất là 49.5. Trong một cái hành trình mà chúng ta phân tích J từ vùng giá đây các anh chị, từ vùng giá 31 đến vùng giá 32 và bây giờ chúng ta đã xây lên đến tận vùng 5x rồi. Một cái nhịp xổ số ở vùng giá 42 lên đến vùng giá 46, sau đó qua 46 chúng ta xây lên vùng 50. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cái vùng giá 46 bây giờ nó sẽ trở thành cái vùng hỗ trợ, và cái vùng này thì cổ phiếu J sẽ có thêm những cái điểm test cung ở đây. Nếu gãy 46 thì coi như hết sóng, còn nếu không gãy 46 thì cái cơ hội để đánh tiếp của Ri là còn. Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ FPT, đây là cái nhóm ngành mà khuyến nghị tham gia đầu tư. Trong tuần thì cũng đã có một cái cây nến vượt thoát lên vùng 56, tuy nhiên là bị xả lại trong cái phiên ngày thứ hai. Chính vì vậy nên là cổ phiếu này lại tiếp tục lấp gáp và tiếp tục tích lũy ở vùng 55 đến vùng 56. Và về xu hướng thì cái cách đi của FPT nó cũng đi khá là nhẹ nhàng. Nó đi ngang lình xình ở đây, nó rồi nó vòng lên một nhát rồi nó lại tích lũy lại và nó lại đi lên, và cái trend của FPT hiện tại vẫn đang là trend up. Nhóm ngành cổ phiếu công nghệ vẫn là một cái nhóm ngành mà đáng để đầu tư của năm 2020 bởi vì nó có những cái yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Cổ phiếu DigiWorld chúng ta xây lên được đến cái target là vùng 80. Thì trong tuần tuần trước thì đã đạt lên được đến ở vùng 79.4, tức là cũng cách cái target của chúng ta suy soát nữa thôi. Đó. Và sau đó thì cổ phiếu đã có những cái vùng test chỉnh thì cũng đã tìm những cái điểm ở đây, đó là khoảng vùng 73.5 cho các anh chị chúng ta xem. Ở cái vùng này mà không gãy thì cái cơ hội mà để đánh vượt thoát lại về vùng 80 là còn, còn ngược lại gãy vùng 73.5 thì chúng ta sẽ tạm thời để chúng ta chốt các anh chị nhá. Đó, để tạm thời chúng ta chốt. Rồi ok, để chúng ta chốt đó. Xin lỗi cả nhà, đây là anh Long, giám đốc kinh doanh đang nói về cái việc là
nhân viên của VBS giả danh gọi là team của Hùng Lê để mời chào, nên là anh đang chat trực tiếp với Hùng. DigiWorld, ok, chúng ta sẽ tiếp đến mã cổ phiếu công nghệ CMG. CMG thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta kiên nhẫn một tí, còn cái góc độ kỹ thuật của mã cổ phiếu CMG ở vùng giá 32, đó là vùng hỗ trợ, còn ở đây có cái vùng gọi là 33 35. 33 đến vùng 33.5 thì cổ phiếu này thì chúng ta sẽ cầm, cố gắng là phải cầm dài một tí. Cầm dài một tí, kiên nhẫn một tí. Cổ phiếu ITD thì Hùng cũng đã bắt đầu tiến hành thu gom cổ phiếu này. Vùng xác định ở vùng giá 9 sẽ là một cái vùng giá mà cái điểm xoay chiều của cổ phiếu nó sẽ nằm ở đây. Đó, nó sẽ nằm ở đây. Và như vậy thì sau những cái điểm thu gom này thì ITD chúng ta sẽ dự kiến là chúng ta sẽ đánh ở trên một cái góc độ nó dài hơn. Trên cái lịch yếu tố tạo lập và lịch sử tạo lập thì cổ phiếu này cũng đã có một nhịp đánh từ vùng 2 và lên đến vùng 18 các anh chị, vùng 2 lên vùng 18. Đó thì bây giờ vùng ta ở vùng 9 rồi thì chúng ta kỳ vọng lên đến khoảng vùng 15, như thế là cũng là rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Đấy, kỳ vọng thế thôi, còn nó đi được đến đâu thì chúng ta sẽ phân tích tiếp các anh chị. Novaland. Cổ phiếu này thì bây giờ chủ đạo là sẽ dùng để kéo chỉ số thôi. Vùng dự dự chỉnh của chúng ta ở vùng 60. Ok, đó các anh chị, ở vùng 60 đây. Rồi. Và cái vùng này thì cổ phiếu sẽ tích lũy thêm thôi, không có gì cả. CTD thì xấu rồi, trong phiên ngày hôm nay như vậy là xấu. Trong cái kịch bản mà chúng ta phân tích để đưa CTD lên vùng 67 thì cổ phiếu này trong tuần chỉ đạt ở vùng 65 thôi. Và với tín hiệu hiện tại thì CTD lại đi về lại có xu hướng là sẽ đi về lại vùng 60 để test kiểm tra cung cầu ở đây. Còn trên tín hiệu kỹ thuật thì chúng ta đã mua CTD ở vùng dưới này thì nó cũng không không có gì đáng ngại cả. Cùng lắm thì bị bớt lỗ đi một à, bớt bớt lãi đi một tí. Rồi. Cổ phiếu HTN đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang xây lên đến cái target ở khoảng vùng 45. Vùng 45 thì đã có, và trong tuần thì chúng ta thấy rằng đây đang là những cái điểm kéo xả của HTN. Thì cái cách mà cổ phiếu tạo lập này nó đi thì cũng như vậy thôi, và bây giờ cái vùng hỗ trợ cứng của cổ phiếu sẽ ở khoảng vùng 4x. Trên góc độ kỹ thuật thì HTN sẽ có những cái điểm test cung không gãy ở khoảng vùng giá 43. 43 là ok anh chị nhé, 43 ok. Đó, 43 sẽ là ok. Rồi. Bộ đôi HDC và HDC. Các cái mã cổ phiếu, các cái ký tự nó cứ xem nhau nên là đôi lúc đánh hay bị lộn. Rồi, cổ phiếu HDC là một mã cổ phiếu mà chúng ta đã có một cái hành trình phân tích sau cái target 24, chỉnh ở đây, đi lên 24, test cùng ở đây không gãy thì Hùng đã đưa cái vùng giá mục tiêu của HDC ở vùng 20, HDC ở vùng 27 đến vùng 28. Thì trong tuần này đã hoàn thành và vượt mức ở vùng 28.45. Trong đó có một cái điểm nhấn kỹ thuật, các anh chị nhớ cái điểm trả cung mà ông có nói đến ở đây, đó là vùng 25.5, và cái vùng này thì cũng đã có khuyến nghị các tài khoản bắt thêm, nếu Hùng nhớ không nhầm, HDC, để ông xem lại xem. 27. Sau khi đạt target này thì 27. Có những cái khuyến nghị mua thêm thì bây giờ chúng ta khả năng là ở ở những cái ngày trước rồi, HDC khả năng ở những ngày trước. Nhưng trên bản tin phân tích tuần thì chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ 25.5 và mục tiêu thì đã hoàn thành, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ có thêm các cái điểm test kỹ thuật, sau khi nó vượt cái kháng cự này thì chúng ta sẽ có những cái điểm test cung lại ở khoảng vùng 28, khoảng vùng 28 ở đây không gãy. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ có những cái phân tích tiếp theo của mã cổ phiếu này, HDC. Cổ phiếu HDG cũng là một cái mã cổ phiếu rất là thành công của team. Hiện tại thì team của ông Lê đang nắm giữ tương đối những cái mã cổ phiếu mạnh này. Đó, những cái mã cổ phiếu mạnh này, và bây giờ là chỉ có đang ngồi để chờ chốt những cái target rất là ok. Cổ phiếu HDG
Chúng ta phân tích vùng 28, vượt thoát vùng 28, chúng ta có những cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây, vùng 28.5 và mục tiêu chúng ta đang đi xây. Trong cái bản tin phân tích tuần, các anh chị nhớ lại, có thể hoặc có thể xem lại là ông có nói đến cái câu chuyện là cổ phiếu này sẽ có thể test cung lại vùng 28.5, và trên thực tế thì test gần 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 vùng 28.5. Mục tiêu chúng ta xây của cổ phiếu này lên target vùng 32 thì tuần này đã bắt đầu lên đến mức cao nhất ở khoảng vùng 31.6. Cao nhất 31.6 và suy soát đạt 32. Rồi cổ phiếu HBC cũng là một mã cổ phiếu rất thành công của team phiên ngày hôm nay, thì đã trong những cái điểm test cung ở vùng 13.5 khuyến nghị mua thêm để chúng ta xây cái target của HBC lên vùng 14.5 đến vùng 15. Phiên ngày hôm nay thì lực cầu của HBC tương đối là đẹp, mặc dù là không đóng được ở cái phiên cao nhất. Tuy nhiên chúng ta vẫn có những cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây rất là đẹp của HBC, và cái mục tiêu của HBC thì không có gì thay đổi, sẽ xây lên vùng 14.5 đến vùng 15. Đây là cái mục tiêu của HBC. Cổ phiếu VCS. Cổ phiếu VCS hiện tại là chúng ta thấy rằng cái vùng 8x vẫn đang là cái vùng kháng cự rất là mạnh. Đây, gặp 8x đổ lại, gặp 8x phiên này không vượt thoát được thì lại đổ lại. Đó thì cái câu chuyện là đến thời điểm hiện tại đối với mã cổ phiếu VCS thì chúng ta sẽ có một cái biên ở đây là biên 75 đến biên 80. Đó, biên 75 đến biên 80. Rồi. Cổ phiếu Đạt Phương DPG. Đạt Phương thì cũng là một mã cổ phiếu rất là hay. Và chúng ta đã bắt rất nhiều nhịp của Đạt Phương, và đến thời điểm hiện tại thì cái nhịp mà Đạt Phương có những cái điểm test lại cung 27.5 đến vùng 28 khuyến nghị bắt thêm. Đó, đã khuyến nghị bắt thêm, và mục tiêu thì sẽ đánh lại về vùng 3x, và trong tuần thì bản tin tuần kết bản tin tuần thì coi như cổ phiếu này cũng đã chạm về vùng 3x. Đây, ví dụ Đạt Phương này. Đó. Nguồn tài nguyên của cách đây 9 ngày. Đạt Phương một phần đã chốt ở vùng 3x, phiên canh lại ở vùng 27.5 đến vùng 28. Đây là nhịp hỗ trợ cân đúng cái lượng hàng đã bán đi ở vùng 3x, thì chúng ta thấy rằng trong tuần đây. Đó, cách đây 9 ngày thì đã đưa ra cái vùng hỗ trợ 27.5 đến vùng 28 cho các tài khoản đang cầm Đạt Phương, chúng ta có thể cân thêm hàng ở vùng đó. Rồi, ví dụ như vậy. Luôn luôn là cân những cái mã cổ phiếu đang có ở trong vị thế, đó là cái cách mùng đã hướng đến nhà đầu tư trong cái thời gian mà VN Index tiệm cận vùng 1.000 điểm. Cổ phiếu CRE đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang xây lên ở vùng 34, và mắc của nhịp này đã đạt được đến khoảng vùng 32.6. CRE có 2 tuần đang đi ngang tích lũy như này thì chúng ta sẽ chờ thêm, đó tín hiệu dòng tiền đang đi ngang và vẫn ở trên cái ngưỡng hỗ trợ 32 thì chúng ta cầm tiếp, còn có những cái tín hiệu bất thường thì chúng ta sẽ bán ra, và tín hiệu bất thường đó thì các anh chị học về phân tích kỹ thuật rồi, chúng ta hoàn toàn hiểu như thế nào được gọi là tín hiệu bất thường. Mã cổ phiếu C2 ngay từ đầu bản tin trong buổi tối ngày chủ nhật thì cũng đã có những cái phân tích cho các anh chị mua. Có thể mua ở vùng 17.1 đến vùng 17.3. Đấy là vùng mà chúng ta có thể giải ngân 30% vị thế, và trong tuần thì thậm chí là chúng ta còn có cả giá thấp hơn ở vùng giá 17. Và cái điểm mấu chốt vấn đề bắt đầu đến từ phiên ngày hôm qua khi CA đánh vượt thoát vùng 17.5, và phiên ngày hôm nay thì tiếp tục có một cái điểm nhấn kỹ thuật cũng khá là đẹp khi test cung trên vùng 18. Về mặt kỹ thuật thì trong phiên ngày hôm nay đã khuyến nghị mua thêm 50% tỷ trọng và dự dự ở khoảng vùng 18, nhưng vùng giá 18 không khớp thì có thể chúng ta sẽ căn cứ thực tế của cái phiên giao dịch của tuần tiếp theo thì Hùng sẽ có thêm cái phân tích và khuyến nghị của mã cổ phiếu C2. PVKA thì đang phân tích và khuyến nghị các cái điểm gom vị thế ở vùng 12.5 đến vùng 12.7 và có thể thêm một cái điểm nữa ở khoảng vùng 12. Đối với mã cổ phiếu này thì cái đường đi của nó cũng tương đối là ổn định. Chính vì vậy nên là đang kỳ vọng là khi mà cổ phiếu vượt thoát được cái vùng 12.5 đến vùng 13 thì đây sẽ là một cái điểm nhấn kỹ thuật để mở ra một cái xu hướng mới của cổ phiếu PVKA. LGL thì Ung đã tìm đã phân tích cho các anh chị ở trong tuần trước, đó là chúng ta hãy nhìn ở trên một cái góc độ tổng thể và góc độ dài hơi thì cái vùng nhịp 2 của chúng ta sẽ chờ lại những cái điểm mà cổ phiếu trả cung ở vùng 4.6 đến vùng 4.8 thì chúng ta sẽ chiến đấu, đúng không ạ? Rồi, chúng ta chờ đi các anh chị. Không có gì phải vội vàng cả. Mã cổ phiếu đất xanh
Đất xanh thì chúng ta đây, vâng các anh chị, chúng ta có 2 tuần cổ phiếu đất xanh vật lộn ở vùng 14. Đây là cái target mùng xây của đất xanh từ dưới này xây lên. Và những cái điểm test cung không gãy cung ở vùng 13.5 đến vùng 14 của đất xanh, đó chính là mấu chốt vấn đề để cổ phiếu này break thoát lại vùng 14 và chúng ta đang xây lên vùng 15. Vượt thoát vùng 15 thì chúng ta sẽ có vùng 17 cộng đối với cổ phiếu đất xanh. Trên trend kỹ thuật hiện tại thì đất xanh đang khá là tốt, khá là ok, và mã cổ phiếu đất xanh cũng là một mã cổ phiếu mang lại rất nhiều thành công cho team. Mã cổ phiếu LDG thì hiện tại là chúng ta chưa có lãi đang lại ít ít thôi, và vùng 6.5 thì cũng đã có khuyến nghị chúng ta bắt thêm, tức là cái cổ phiếu LDG này á thì Hùng có nói rồi, đó là vùng 6, vùng 6.5, đấy là những cái vùng hỗ trợ rất là trung hạn của cổ phiếu. Và khi chạm về những cái hỗ trợ đó thì chúng ta bắt thêm thôi, và chúng ta tận dụng các cái nhịp để hồi để chúng ta lướt sóng. Thì đối với mã cổ phiếu này thì lỗ thì không lỗ, bởi vì có những cái điểm mua rất là sát và rất là thấp ở dưới này. Cổ phiếu tiếp theo DG. DG cũng là một siêu siêu cổ phiếu, và cũng đã có chia sẻ những cái lời những cái danh mục cũng lên trên Room R8 cho các anh chị. Những anh chị nào mở trên Room R8 thì cũng biết rồi, trong team cũng lên hiện tại đang cầm những mã cổ phiếu nào và cái cách thức mà chúng ta vận động về của cổ phiếu nó đang như thế nào đó, ví dụ như vậy. Thì đối với mã cổ phiếu DG đến thời điểm hiện tại là chúng ta đang xây cái target của cổ phiếu sau những cái điểm đánh rất là đây, ví dụ 2 ngày trước đây, 2 ngày nha các anh chị nhá, kháng cự này thì theo phương pháp của từng tài khoản này, 11 giờ vùng kháng cự 27.5 đến vùng 28 này, cách đây 4 ngày 4 ngày chốt bớt này, ăn tiền này, test này vùng 20.5 này, có thể canh mua thêm này đó. Tức là khi mà cổ phiếu test từ vùng 20 đến vùng 20.5 thì đã có những cái điểm mua, và cách đây là 7 ngày đó, ví dụ như vậy. Thì cái cách thức mà trong một cái hành trình mà cổ phiếu đi lên á, thì chúng ta sẽ có đây chính là cái điểm này, những cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây đó, thì vùng xây lên cái vùng 24 vừa thoát lên, thì bây giờ sẽ là cái target tiếp theo của cổ phiếu sẽ ở khoảng vùng 27.5 đến vùng 28 ở vùng này, thì chúng ta sẽ canh để chúng ta có thể sẽ phải chốt, bởi vì trong phiên ngày hôm nay thì một cái phiên nó mở gap như này thì sẽ có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật, vùng sẽ phân tích, sẽ có quan sát cực kỳ kỹ cái động thái của cổ phiếu ở khoảng vùng 26 đến vùng 26.5, sau đó sẽ có những cái phân tích thêm. Cổ phiếu FCN hiện tại là đang khuyến nghị chúng ta cầm, sau khi mà cổ phiếu FCN vượt thoát vùng 12.5 thì có thể khuyến nghị mua thêm. Bản thân FCN nó là một cái mã cổ phiếu khá là đặc thù, nó liên quan đến công trình ngầm, các anh chị cũng có thể tìm hiểu thêm. Còn trong cái mục tiêu ở trong nhịp này thì đồng đang xây cổ phiếu này lên vùng 13.5 đến vùng 14 của target. Mã cổ phiếu IDC thì nó là siêu phẩm rồi. Vì sao nó lại là siêu phẩm? Bởi vì từ vùng 18, 19 chúng ta phân tích mà bây giờ đã lên đến vùng 34. Sau khi mà cổ phiếu này hoàn thành vùng giá 3x và 3x test thành công thì cũng tiếp tục nâng cái target của cổ phiếu này lên vùng 34 đến vùng 35 của cổ phiếu IDC. Ở các cái điểm mua thì đến thời điểm này nó không còn nữa các anh chị nhé. Mã cổ phiếu LCG thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà hiện tại team cũng Lê đang cầm và đang quan sát cái sự vận động của cổ phiếu này ở vùng giá 12. Các cái điểm test cung sâu có thể ở vùng giá 11 và trung bình ở vùng giá 11.5, thì ở phiên ngày hôm nay là một phiên cầu khá là mạnh, tuy nhiên là nó lại không giữ được trên vùng 12, nhưng vẫn kỳ vọng là LCG sẽ đánh vượt thoát vùng 12, bởi vì trong cái yếu tố tạo lập của mã cổ phiếu này thì cổ phiếu này cũng sẽ đi những cái trend rất là dài. Đó, chính vì nó đi những cái trend rất là dài, vùng nghiên cứu khá là kỹ, khá là sâu cái cách tạo lập cổ phiếu, nên là vẫn tiếp tục đưa ra những cái kỳ vọng tiếp theo của mã cổ phiếu này. Cổ phiếu nhà Từ Liêm thì những tài khoản mà anh chị chúng ta đang cầm thì bây giờ chúng ta sẽ quan sát ở khoảng vùng 21.5 đến vùng 22. Hiện tại thì đây đang là một cái target khá là mạnh của cổ phiếu, khi mà cổ phiếu này đã có khoảng 2 tuần không vừa thoát được, còn vùng hỗ trợ của cổ phiếu là vùng 20.5. Thì chúng ta sẽ chờ ở những cái tín hiệu kỹ thuật để có những cái xác nhận về xu hướng của cổ phiếu, nhưng trên góc độ kỹ thuật là chúng ta chỉ có gọi là
quan sát để chờ chốt thôi, còn các cái điểm mua của cổ phiếu xây lắp này thì chúng ta cũng không còn nhiều nữa, không còn nhiều dư địa nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm cổ phiếu ngành dầu khí. Thì nhóm cổ phiếu ngành dầu khí hiện tại thì đang chịu những cái tác động khá là lớn đối với thông tin OPEC cộng có cắt giảm sản lượng hay không, vân vân và vân vân, thì nó ảnh hưởng đến giá dầu. Tuy nhiên trên cái góc độ đấy là một cái phần câu chuyện để chúng ta chém gió ở trên diễn đàn thôi, chứ còn lại về cái gốc rễ của cái nhóm ngành dầu khí thì nó lại không nằm sâu lắm ở những cái câu chuyện đó, mà nó nằm ở cái sâu ở cái câu chuyện là nó đã có một cái hành trình tích lũy rất là dài. Và chính vì vậy nên đến thời điểm này thì đấy là cái thời điểm mà cái nhóm ngành dầu khí nó hút được dòng tiền và nó sẽ đẩy lên. Thì đối với cổ phiếu gas, trong các cái nhịp phân tích kỹ thuật lồng có đưa đến một cái target 85, thì tuần này nó đã hoàn thành vùng giá 85 và đóng cửa khoảng vùng 85.2. Trong phiên cao nhất thì đã đẩy lên qua vùng 86, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của gas thì gas cũng sẽ là một cái mã cổ phiếu mà tạo lập sẽ cần phải sử dụng để kéo kéo điểm số của thị trường lên. Đó, sẽ phải sử dụng gas rất là nhiều, thì chúng ta sẽ quan sát ở vùng 85.5. Các tài khoản đang cầm ở vùng 85, vùng 85.5 không gãy thì sẽ xây tiếp theo cái target của gas ở vùng 90, và đây là mã cổ phiếu mà tạo lập dùng để kéo. Cổ phiếu PVS thì không có gì thay đổi cả, các kịch bản phân tích định lượng về vùng hỗ trợ như bản tin cũ của tuần, và mục tiêu thì vẫn đang xây lên ở vùng 16.5 đến vùng 17 ở trong nhịp này đối với mã cổ phiếu gas PVS. PVD trong nhịp này thì cũng đang xây lên ở vùng giá 14, cũng không có gì thay đổi trong bản tin phân tích tuần. Còn các cái điểm mua, các cái điểm hỗ trợ kỹ thuật ở dưới này thì cũng đã nói rất là kỹ rồi, chúng ta sẽ không nói đi nói lại nhiều lần, nó sẽ mất rất mất thời gian. Cổ phiếu PVT trong tuần vừa qua chia, chính vì vậy nên là những cái vùng giá mà chúng ta nói đến của PVT đó là vùng 14 đến 14.5 trước chia, thì bây giờ nó đã trở thành cái vùng ở đây rồi các anh chị này, nó đã trở thành cái vùng 11.8 đến vùng 12.26. Đây là cách tính hạ giá cổ phiếu sau chia. Đến thời điểm hiện tại thì PVT chúng ta cũng đang kỳ vọng cùng với nhóm P thì em này sẽ đánh về đâu đó khoảng vùng 13.5 sau chia cái đó, 13.5. Và sau khi đạt được cái cột mốc 13.5 rồi thì cũng sẽ tiếp tục có những cái phân tích định lượng thêm. PLX. Ở PLX hiện tại dòng tiền nó chưa thực sự khỏe, và một số các anh chị có hỏi Hùng mua hay không, thì cái đoạn này mua nó cũng sẽ hơi lưng chừng. Tức là nó cũng không thuộc về cái điểm hỗ trợ ở dưới này. Đó, và nó cũng chưa phải là những cái điểm test cung đẹp, chính vì vậy nên là các điểm mua nó chỉ thích hợp với những tài khoản mà các anh chị đang có thôi. Còn mục tiêu ở trong nhịp này thì sẽ đánh về khoảng vùng 52 cộng đến vùng 53 ở đây đối với mã cổ phiếu PLX. Rồi, trong nhóm dầu khí thì chúng ta phân tích thêm mã cổ phiếu PET này. PET là một cái mã cổ phiếu đầu cơ, và đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đang nói đến cái target của cổ phiếu này vùng 16. Những điểm hỗ trợ kỹ thuật không gãy của PET ở 15 đến 15.5, đánh break lại nền 16. Vượt thoát nền 16 thì chúng ta xây lên target của em này ở vùng 17 đến vùng 18. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PET thì nó cũng chưa có gì xấu, bởi vì nó vẫn đang nằm ở trong cái biên trên cái cận trên của hỗ trợ của vùng 16.5, thì các tài khoản cầm thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Mã cổ phiếu PXS, đối với PXS cũng là một cái pen đầu cơ của nhóm dầu khí. Sau một cái nhịp mùng phân tích từ vùng 5.5 đi lên đây, đi lên đây, đi lên đây là đi lên đến vùng 6.3, vượt thoát 6.3, có những điểm test cung lại ở 6.3 không gãy thì chúng ta tiếp tục đi xây lên ở một cái target ở khoảng vùng 7.5. Tín hiệu trong tuần thì đã có hai phiên đánh lên khá là mạnh, và tuần tới thì cổ phiếu này sẽ test lại ở khoảng vùng hỗ trợ 6.78 không gãy, thì chúng ta có tiếp cái vùng giá mục tiêu ở trên này là vùng 7.5. Trong tuần vừa qua thì cũng có theo dõi thêm một số các cái tín hiệu của nhóm ngành dầu khí, trong đó mã cổ phiếu oil. Thì oil thì nhìn ở trên cái góc độ tuần đó, thì cũng đang dự báo rằng là tạo lập đang gom ở cái vùng giá 8 tương đối là ổn định, và khả năng thì sau một cái nhịp gom dài này đó, vùng hỗ trợ của oil đến thời điểm hiện tại là khoảng vùng giá 6.5, nhưng mà chúng ta nói đến cái vùng vùng ở trên này trước đó là vùng 8 đến vùng 8.4, thì quanh vùng 8 là khả năng tạo lập đang gom, và khi nào gom đủ thì nó sẽ đánh,
nó sẽ đánh vào cái vùng 8 này thì chúng ta sẽ quan sát thêm đối với mã cổ phiếu OI. Mã cổ phiếu POVK đã khuyến nghị tham gia ở trong cái nhịp này. Sau khi mà POVK đã có những cái nhịp test về mặt kỹ thuật chặng 10, 10.2 và sau đó có những cái điểm có thể nói là test kỹ thuật ở khoảng vùng 9.8 đến 10.2, ok. Một phiên dòng tiền xuất hiện mạnh đánh break lên 10.2 và sau đó thì chúng ta đã xây dựng cái target ngắn của POVK ở nhịp này ở khoảng vùng giá 12, 1.5 đến vùng giá 12 anh chị. Rồi chúng ta đi phân tích nhóm ngành cổ phiếu, nhóm ngành ngân hàng Vietcombank. Vietcombank ở trong nhịp này thì cũng đang xây ở vùng giá bao nhiêu đấy ạ? Vùng giá 95, vùng giá 95, và trong tuần thì đã có những cái điểm lại trả lại cung và kéo lại phiên kết tuần thì trong những phút cuối thì tạo lập đã đạp Vietcombank rất là mạnh. Và với những cái điểm đạp này thì lại đưa Vietcombank test lại về cái trên của cái mâm này. Đó, xu hướng là có thể là test lại vùng 90 ở trong phiên ngày thứ hai tuần tới. Rồi. Rồi cổ phiếu ACB, ACB đang chuyển sàn các anh chị nhé, nhưng mà chúng ta sẽ nói về cổ phiếu ACB. ACB đang chuyển sàn và cái vùng của nó ở đây vẫn là vùng kháng cự 28, hỗ trợ của cổ phiếu này vẫn là vùng 26. Cổ phiếu có 2 tuần đi ngang siết chặt ở quanh vùng 27 trước khi chuyển sàn thì chúng ta sẽ chờ tiếp cái tín hiệu chuyển sàn. BIDV. BIDV trong thời điểm hiện tại đang là một cái mã cổ phiếu nó có thể nói là kém cỏi nhất của nhóm ngành ngân hàng. Khi mà vùng 42 mãi không vượt thoát được, tất nhiên là lỗ thì không lỗ, nhưng mà cái mức kỳ vọng về lợi nhuận của chúng ta của mã cổ phiếu BID là không đạt. Trên cái góc độ kỹ thuật ngắn hạn như thế này thì BID lại đây này, cái vùng hỗ trợ ở vùng khoảng vùng 41. BID sẽ có xu hướng test lại cung, kiểm tra cung cầu thêm ở vùng 41 đến vùng 41.5 trước khi mà hình thành lại vùng giá 42 đến vùng giá 43. MBB rất là ok. Đối với MBB thì đã khuyến nghị mua thêm, không biết là mua thêm cách đây mấy ngày, tiếp tục test 5 ngày tăng tỷ trọng. 5 ngày trước ở vùng 18, 5 ngày trước break vùng 20 thì tiếp tục mua thêm tỷ trọng, tăng tỷ trọng cho target tiếp theo của vùng 22 cộng. Và đối với MBB thời điểm hiện tại thì chúng ta đang xây lên vùng 22 cộng và trong phiên trong tuần thì cũng có lúc đạt đến vùng 21.55, cách cái target thiết kế của chúng ta khoảng 0.4 nữa thôi, thì 0.45 nữa thôi thì nó sẽ về đến cái target thiết kế của chúng ta. Và như vậy với các cái tín hiệu hiện tại như thế này thì MBB sẽ có cái xu hướng test lại vùng 20.5. Vùng 20.5 ở trong tuần tới, bởi vì nó đã có hai phiên cái lực ra hàng tương đối mạnh và cổ phiếu, cái động lực cổ phiếu không còn đi được nữa. Có thể là cái target vùng 22 này cũng khá là mạnh. Thì thường là khi gần chạm đến về vùng target thiết kế thì đó, chỉ có 0.4 nữa thôi. Đó thì đã cổ phiếu đã bị đổ và bị bán khá là mạnh ở đây. Thì các tài khoản mà đang cầm MBB thì chúng ta chú ý. CTG. CTG Hùng đã phân tích và xây target 34 và đến thời điểm hiện tại thì cái target 34/34 chính thức là hoàn thành sau những điểm test cung không gãy cung cầu, không gãy vùng 33.5. Đó là những cái điểm nhấn kỹ thuật. Và phiên ngày hôm nay thì CTG đã ngồi lên trên vùng 34 và với xu hướng hiện tại thì cũng tiếp tục nâng cái target của công thương lên khoảng vùng 36 đến vùng 37. Đây là một cái mã cổ phiếu vừa là lít dòng ngắn hàng và vừa là một mã cổ phiếu mà tạo lập cũng dùng để kéo điểm số. Techcombank đã hoàn thành cái vùng mục tiêu, đó là vùng 25/25. Trong tuần đã có những cái điểm đánh lên trên vùng 25.5 nhưng mà không giữ lại được. Và trên góc độ kỹ thuật thì cổ phiếu sẽ có xu hướng test lại cung ở vùng 24.5 đến vùng 25 trước khi mà có hay không một cái nhịp tăng tiếp theo ở đây, thì chúng ta phải kiểm tra cái cung ở chỗ này đó. Đó, cung cầu mà nó không phá vỡ thì
sẽ ok, còn phá vỡ cái vùng 24.5 thì như vậy là chúng ta tạm thời như chấp nhận cái câu chuyện đó là target của cổ phiếu này đạt được ở vùng 25 cộng. Và cổ phiếu này thì chúng ta cũng đã tiến hành gọi là đảo hàng. Đó, đảo hàng từ vùng 20 22. Đảo hàng từ vùng 22 xong nó lên đến vùng 24 thì bán ra một phần, bây giờ còn cái gốc lại còn lại 25. Như vậy là cổ phiếu này cũng đến thời điểm hiện tại theo các khuyến nghị là chúng ta đã có lãi, không còn bị lỗ nữa. Cổ phiếu HD Bank. HD Bank đã gần như là bị cổ phiếu này là chia các anh chị nhé, chia. Chính vì vậy nên là trước chia ở vùng 20 đây ạ. 25.5 đến vùng 26 thì bây giờ sau chia nó sẽ trở thành đây ạ, vùng 20 đến vùng 20.5, nôm na nó là như vậy. Và đã hoàn thành những cái kỳ vọng, phải nói là những cái kỳ vọng vùng lê ở target vùng 22.5 sau chia. Và sau chia xong thì cổ phiếu lại bắt đầu có những cái điểm test lại cung cầu khoảng vùng 21.5 thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở vùng này. VPBank, một mã cổ phiếu cũng VPBank rất là khỏe, và chúng ta đã xây những cái target, ví dụ target xây 26 này, xong đó thì xây lên vùng 28. Và vùng 28 thì chính thức trong tuần thì cổ phiếu này có đúng vùng 28 nha. 9 ngày trước vượt 26 cộng. Đây thì cột mốc dự kiến là vùng 28, tại vì Hùng cũng nhiều nhiều mã cổ phiếu quá, anh chị có thể thấy rằng là cái hệ thống phân tích của Hùng Lê đã đưa ra rất nhiều những cái mã cổ phiếu mạnh, chính vì vậy nên là nhiều lúc cũng bị sai số một tí thôi, chứ không nói phét các anh chị nhé, không chém gió nhé. Nếu mà có sai đi tí thì đấy là Hùng nhớ sai chứ không phải Hùng chém gió. 28 này, tiếp tục canh để chốt các cái target tiếp theo. 8 ngày trước. Rồi, 3 ngày trước. À đó, 3 ngày trước lại khuyến nghị mua tiếp này. Khi mà cổ phiếu này test cung đẹp ở vùng 26.5, cái này là 26.5 các bạn nhá. Các bạn đã nhắc cho Hùng 26.5 chứ không phải 25.5, một chat nhầm. Thì có những cái điểm test cung đẹp ở vùng 26.5 ở đây thì đã có khuyến nghị mua tiếp để chúng ta xây lên cái target ở vùng 28 cộng đến vùng 29. Với tín hiệu kỹ thuật tuần hiện tại thì VPBank sang tuần tới khả năng vùng nó sẽ test lại cung ở vùng 27.3 đó các anh chị nhé. Sẽ có những cái điểm test lại ở vùng 27.3 đây, cái nón trên của nó. Trước khi mà hình thành một cái nhịp hồi phục lại vùng 28 cộng đến vùng 29 đối với VPBank. Rồi, trong nhóm bank thì chúng ta sẽ đi phân tích thêm các cái mã cổ phiếu liên quan gọi là chúng ta liên tục phân tích ở trong cái thời gian vừa qua. Cổ phiếu đầu tiên đó là STB. Thì STB đã có những cái điểm mua rất đẹp ở khi nó cổ phiếu này có những cái điểm test cung ở vùng 14, Hùng sẽ không sớt lại ở trên room không chat nữa. Sau đó thì đang hiện tại là chúng ta đang xây cái target ở vùng 16, và trong phiên ngày hôm nay thì đã có lúc là STB vượt qua vùng 16 và nếu chính thức là vùng 16.1 các anh chị. Như vậy là nó cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 16 trên 16, và sau khi mà nó đạt được cái target này thì thường nó sẽ có những cái điểm kéo lại. Thì những cái điểm kéo lại này thì chúng ta sẽ tính toán ở khoảng vùng giá 15.5 cho STB các anh chị nhé. Cổ phiếu SHB đang xây lên cái vùng giá là vùng 18, trong tuần thì cũng đã có những cái điểm cao nhất được ở vùng 17.12 ở vùng 17.1. Và sau đó lại bị đạp lại lên, tức là nó cũng chưa 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 đẹp lắm, vùng 16.8 đến vùng 17 lại đi về cái vùng này. Mặc dù các cái điểm mua thì nó ở thấp hơn ở dưới này, nhưng cái mục tiêu chúng ta đề ra 18 thì đối với cổ phiếu SHB là chưa đạt. Cổ phiếu VIB xổ số các anh chị đẹp quá đúng không ạ? Đó thì VIB cũng đã có phân tích cho các anh chị một cái yếu tố về tạo lập, nó từ cái biên 26.5 đến biên 28 và trung bình ở đây nó là vùng 27.2. Đó thì là sẽ về được vùng 3x, và sau khi đó sau khi mà test vùng 3x, hoàn thành vùng 3x á, thì đây là cái tín hiệu kỹ thuật ở trong tuần. Đó chính vì vậy nên là bây giờ chúng ta sẽ nói mới nói đó thì VIB lại có những cái điểm test cung ở khoảng vùng 31 đến vùng 31.8, không gãy đó thì tạo lập sẽ kéo tiếp, một nhịp nữa rồi mới phân phối hàng, nên là đó, khi mà các anh chị Hùng có nói đến cái vùng 26.5, vùng 27 này này, chúng ta mua để có vùng 3x, thì bây giờ là vượt 3x rồi thì chúng ta cầm tiếp thôi.
Và chúng ta hoàn toàn có thể canh mua thêm phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới, cũng sẽ có phân tích sâu thêm cái mã cổ phiếu VIB này, cái tính tạo lập của nó. Ở Liên Việt Postbank, đối với Liên Việt Postbank trong tuần vừa qua thì nó cũng đã chia cổ tức cái biên 12.5 đến biên 13 mà chúng ta phân tích ở trên này, thì bây giờ nó đã trở thành cái vùng giá, tức là vùng giá 13 thì đã trở thành vùng 11.82. Tức là về mặt lý thuyết ở trong tuần thì cổ phiếu Liên Việt Postbank đã hoàn thành cái nhiệm vụ đó là vùng 13 trên 13, và câu chuyện là sau khi mà nó hoàn thành nhiệm vụ rồi á thì nó sẽ có những cái điểm test. Bây giờ chúng ta nhìn nhìn ở đây là đẹp đẹp á. Ông đưa về đây lại khoảng vùng giá 11.4. Đẹp đẹp ở khoảng vùng 11.4 không gãy đó, thì cái cơ hội mà để đi tiếp là còn, còn gãy 11.4 thì thôi, còn cái phần 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 gốc nữa đúng không? Thì chúng ta chốt bớt đi. Bởi vì là chúng ta đã có thêm những cái điểm mua rất là sát ở dưới này rồi, vì nó chia cổ tức nên là Hùng không không còn những cái dữ liệu ở dưới này nữa. Rồi chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu BVB và phân tích sang BVB. À trước khi nói BVB thì à thôi, nói BVB trước đi. Cổ phiếu BVB là một cái mã mà nó đi nó hơi chậm đúng không ạ? Và quan điểm của Hùng đó là vùng 11.5 là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu này, vùng 13.5. 13.5 đến vùng 14. 13.5 đến vùng 14 là vùng kháng cự ngắn, thì trong tuần thì cổ phiếu này đã bật tăng từ cái vùng hỗ trợ 12 và lên đến vùng 13.5, thì phiên ngày hôm nay là chạm đến vùng 13.5 thì bị đổ này, bị chốt. Thì trong trong cái kịch bản phân tích thì BVB khả năng là chúng ta cũng sẽ đang lướt ngắn, nếu như các anh chị mà không cầm dài ấy, thì cứ chạm hỗ trợ chúng ta mua và chạm kháng cự chúng ta bán đối với các cái mã cổ phiếu cầm dài BVB. Cổ phiếu VCI cũng nhiều, VCA nhiều anh chị hỏi mua, nhưng mà tại sao chúng ta lại mua bây giờ? Chúng ta chạm cái vùng này, chạm trần thì sao lại mua, đúng không? 45 thì mua làm cái gì nữa? Mà chúng ta phải mua ở những vùng phân tích 40.5 đến vùng 41.5 đây. Khi cổ phiếu chạm đạt chạm chạm cái vùng kháng cự cao và đổ về thì chúng ta dò tìm cái vùng giá hỗ trợ ở đây, thì đây chính là vùng chúng ta cân để chúng ta kỳ vọng là đánh lại về vùng 45. Trong tuần thì chúng ta chính xác là tiệm cận về vùng 45 và cổ phiếu thì đang bị bán ra ở vùng 45 tương đối mạnh. Tuy nhiên với góc độ kỹ thuật thì chúng ta sẽ quan sát thêm những cái điểm trả cung của VCI ở đây, nó ở khoảng vùng giá 43 không gãy, thì cơ hội các anh chị nhé, cơ hội để đánh vượt thoát vùng 45 là còn đó. Còn ngược lại mà gãy cái vùng 43 này thì coi như là cũng 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 hết cũng hết rồi. Và trước khi chúng ta đi phân tích nhóm ngành chứng khoán thì Hùng sẽ nói đến một cái bộ đôi TVB và TVC. Thì đến thời điểm hiện tại, những cái mã, những anh chị nào mà mua theo khuyến nghị của Hùng Lê từ vùng giá 8.2 và bây giờ đã đạt được lên đến, cứ cho kết tuần đi, vùng 12.2, thì các anh chị có thể chia ra được một cái tỷ suất lợi nhuận. Và TVB và TVC là đội đánh có tâm có tầm, nên chính vì vậy nên Hùng có khuyến nghị các anh chị chúng ta đầu tư đó. Và TVB đến thời điểm hiện tại thì đã hoàn thành vùng 11 rồi này. Đó, và từ vùng 11 này có những điểm test cung này, test lại vùng 11.5 không gãy thì chúng ta tiếp tục xây dựng target của cổ phiếu này vùng 14. Như vậy là từ vùng 8 mà tăng lên vùng 14, nếu đạt được target 14 thì chúng ta có thể tự tính toán được cái lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận. TVC cũng là một cái bộ đôi của em này và Hùng rất là yêu thích đội đánh của bộ đôi này, thì sướng và phê luôn đó. Thì một cái nhịp đánh dẫn ở đây này, sau đó thì chúng ta nói đến vùng 9.75 lên vùng 11.5. 11.5 xong này, nó có một tuần test các anh chị này, test về vùng 11 này, đẹp như tranh rằm, tranh tranh vẽ luôn đúng không? Sau đó phiên hai phiên đánh nháp tiệm cận về vùng 11 và phiên này thì rất tuyệt vời, chính thức là đã xuất hiện một cái cây nến xanh. Đó, ngồi lên trên vùng giá 11.5 và đóng cửa vùng 12. Như thế này rất là ok, và chúng ta lại xây lên, cũng xây target của em này lên vùng 14. Như vậy là từ vùng 9.75 lên vùng 14 thì chúng ta cũng sẽ tự nhân ra được một cái target thiết kế của lên. Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán, mã đầu ngành HCM. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua, những cái phiên giao dịch 10.000 tỷ đối với thị trường chứng khoán nó như là muỗi đốt inox, và cái câu chuyện là cái lợi bút toán lợi nhuận của nhóm ngành chứng khoán trong quý 4
của năm 2020 khả năng sẽ rất là khủng hoảng. Như vậy là kết quả kinh doanh tốt, và chính vì như vậy nên là HCM cũng đã có một cái hành trình nó có một cái hành trình tăng giá. Nếu nếu mà chúng ta xét nhìn ở đây trên một cái góc độ tổng quan, đúng không ạ, thì nó đã tăng từ vùng 12 và lên đến vùng 24. Đó, tăng từ vùng 12 lên vùng 24 từ tháng 4 cho đến đến nay, thì nếu mà xét về tỷ suất lợi nhuận là cổ phiếu này đã tăng 100%. Đúng không các anh chị? Đúng không ạ? Tăng 100%, như vậy là một mức tăng cực kỳ là ấn tượng rồi đối với một mã cổ phiếu chứng khoán đầu ngành. Đó, phải nói là như vậy. Và bây giờ thì chúng ta đang xây cái target của cổ phiếu này ở vùng 24.5 đã đạt. Có những cái điểm nó sẽ có những cái điểm test cung lại ở vùng 24 không gãy, sau đó lực cầu tiếp tục đánh break vùng 24.5, thì cái cơ hội mà chúng ta đi xây lên cái target ở vùng 26 đến vùng 27 là còn. Với tín hiệu kỹ thuật tuần, với tín hiệu kỹ thuật tuần sau khi vượt thoát vùng 25 và đang có những cái điểm test cung lại, thì các anh chị chúng ta sẽ quan sát cái sự vận động của cổ phiếu HCM ở vùng 24.5 và cũng sẽ có phân tích sâu hơn về cái sự vận động này trong những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Cổ phiếu SSI thì cũng đang xây cái target của cổ phiếu là vùng 20, và đến thời điểm hiện tại thì các anh chị có thể thấy đây các cái điểm nhấn kỹ thuật mùng đã có phân tích rồi. Ở vùng 18.7 đến vùng 19 không gãy thì chúng ta sẽ có xây lên cái vùng 20, và đến kết tuần thì đã có vùng giá trên 20. Chính xác ở cái điểm này nó cao nhất là vùng 20.4, và SSI cũng hoàn toàn tương tự như HCM, sẽ có những cái điểm test cung lại vùng 20, có thể sâu hơn ở khoảng vùng 19.7, 19.8 ở đây, thì cũng sẽ có phân tích sâu về cái điểm test cung, điểm hội tụ kỹ thuật của SSI. NHS chúng ta đưa ra cái target ở vùng 15/15, và đến thời điểm hiện tại thì trong tuần, chính là phiên giao dịch ngày thứ tư, cổ phiếu này đã đạt cái mắc cao nhất ở vùng 15.1, hoàn thành vùng 15.5. 15.0, và bây giờ thì nó lại đang có những cái điểm trả lại cung, và những cái điểm trả cung này thì nó đẹp nhất ở khoảng vùng 14.5. Đó, không gãy. Thì cái cơ hội mà đánh vượt thoát lại vùng 15 là còn. Các cái điểm mua không còn nữa các anh chị nhé, gần như là không còn nữa. Rồi. Cổ phiếu MBS, MBS đẹp không các anh chị? Đẹp chứ. Đó. Mặc dù là cái cổ phiếu này cái thanh khoản nó hơi thấp một tí, nhưng Hùng có nói với các anh chị rồi, tức là cái tạo lập của em này tương đối tốt. Đó, tương đối tốt, và bản thân thì chúng ta cũng đã có phân tích cái mã cổ phiếu MBS này từ những cái nhịp đánh ở trước này. Đó, và đến thời điểm hiện tại, đến thời điểm hiện tại sau những cái nhịp mà chúng ta có nói đến vùng 10.8 và vùng ở đây là vùng bao nhiêu, kháng cự 11.5, thì cái điểm điểm kỹ thuật ở trong tuần đã xuất hiện, đó là có một phiên của giao dịch của ngày thứ 3, cổ phiếu này là đánh vượt thoát vùng 11.5, thì đây chính là điểm mua rất là đẹp đối với mã cổ phiếu MBS đây các anh chị này. Đó, và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta sẽ đưa cái target của em này lên ở khoảng vùng 13.5 đến vùng 14. Nếu các điểm test cung tuần tới nó sẽ có khoảng 2 đến 3 điểm test cung ở đây nữa, vùng 12.3 đến vùng 12.6, đây là điểm test cung. Đó, cổ phiếu CTS cũng rất là ok. Khi ông tìm những cái vùng hỗ trợ của CTS ở dưới này, đó là vùng 7 này, chúng ta phân tích lên đến vùng kháng cự là vùng 8, là vùng kháng cự dài. Cổ phiếu break qua vùng 8 sẽ test cung lại ở vùng 8.1 đến vùng 8.4, sẽ kéo lên vùng 9, vượt thoát 9 sẽ test cung lại 9. Và với những cái tín hiệu mà mở gap như này thì cổ phiếu này sẽ đáp lại vùng 9, và vùng 9 này không gãy, có những cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây, lực cầu quay trở lại khoảng gần 1 triệu cổ phiếu và giá tiếp tục tăng, thì chúng ta sẽ đi xây tiếp cái target tiếp theo của cổ phiếu CTS ở khoảng vùng 10 đến vùng 10.5. Mạnh hơn sẽ ở vùng 11, nhưng mà trước mắt thì chúng ta phải quan sát cái tín hiệu kỹ thuật ở hồi tụ ở đây đã. Rồi. VND, mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư. Đúng không ạ? Và cái target mà chúng ta đang xây lên ở đây là vùng 19, đến thời điểm hiện tại bản tin tuần thì chúng ta đã hoàn thành 19 đến 19. Sẽ có những cái điểm trả cung lại vùng 18.5 không gãy. Quan sát tín hiệu kỹ thuật ở đây để có thêm định lượng. Một số anh chị em thì đã chốt ở vùng 19 cộng đi 50%, tức là công thức của Hùng Lê là 532, chạm kháng cự chốt đi 50%.
Còn lại 50% còn lại thì chúng ta sẽ neo thêm, sau đó thì chạm những cái điểm hỗ trợ thì có thể chúng ta sẽ cân lại 50% chúng ta là chốt ở vùng kháng cự. Đó, phương pháp không có gì cả, rất đơn giản. Chia sẻ hết cho các anh chị em, chả giữ cái gì cả, có cái gì nói cái đấy. À, cổ phiếu FTS. FTS cũng là một mã cổ phiếu chứng khoán. Những cái điểm mua nom nom đâu đó ở dưới này, đâu đó ở khoảng vùng 12.5 gì đó, và mục tiêu là đánh về vùng 13.5. Phiên ngày hôm nay suýt soát đạt target thì bị đổ lại. Và đổ như thế này thì nó lại khả năng xu hướng xây lại đây. Xây lại nền đây, khoảng vùng 12.8 gì đó, khoảng vùng 12.8 xây lại. Rồi, nhóm ngành chứng khoán như vậy là chúng ta cũng đã có những có thêm một cái nhân tố mới AAS. Em này là em ấy, đỉnh cao nhất của em ấy là 30, sau đó em mới đổ và bây giờ em mới đổ về đến tận đây rồi. Đó, về đến tận đây rồi thì ngày hôm nay đã khớp một nhát ở vùng 5.8 rồi. Và khả năng chúng ta sẽ có thêm một điểm nữa đặt mua ở vùng 5.6 ở phiên ngày thứ hai tuần tới. Cổ phiếu này cũng có chia sẻ lên trên team cộng đồng cho các anh chị tham khảo rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành thép. Nhóm ngành thép của chúng ta, đúng không các anh chị này, đến thép đúng không ạ? Nhóm ngành thép Hòa Phát HPG. Điểm kỹ thuật của Hòa Phát trong tuần vừa qua đó là nó có một cái phiên phân phối gần 80 triệu cổ phiếu ở đây. Hơn 80 triệu thì phải, đúng rồi. Và sau đó thì cổ phiếu này đã chạm về cái vùng ở đây là vùng 34 đến vùng 34.5. Thì một số các anh chị hỏi Hùng có bắt đáy không? Thì quan điểm của Hùng là chúng ta cần có thêm những cái yếu tố kỹ thuật để chúng ta đánh giá. Và trong những cái trường hợp mà nó không đủ cái niềm tin đối với Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ không có khuyến nghị. Còn anh chị bắt thì đấy là việc của anh chị thôi. Đó, thì cái vùng 34 đến vùng 34.5 chính là cái điểm mà Hùng có phân tích lên trên Zoom. Đó là cái vùng mà sẽ chốt chặn để chúng ta xem là cái cơ hội mà hồi phục của Hòa Phát nó có còn hay không. Đó, và thì trên thực tế là cổ phiếu này đã rơi về vùng này và có những cái phiên hồi kỹ thuật ở đây. Trong ngắn hạn thì cổ phiếu lại chạm về lại cái vùng kháng cự, và đến thời điểm hiện tại thì cái target mà Hùng đang xây cho Hòa Phát ở khoảng vùng 38 trên 38 là tương đối mạnh. HPG. Đó. Cái target mà 10 mấy ngày này. 35 12 ngày. Đó. Hòa Phát là chúng ta xây cái đây 11 ngày, chúng ta nói đến 38.5 và cân nhắc để chốt một phần ở đây để bảo toàn lợi nhuận. Cách đây 11 ngày thì khi đó thì cũng nhận diện ra là cái câu chuyện là Hòa Phát đã tiệm cận về cái vùng 37, vùng 38, đấy là vùng kháng cự rất mạnh. Thì những cái tài khoản mà chúng ta đang còn Hòa Phát thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt ở vùng 38 cộng. Hoa Sen đến thời điểm hiện tại là chưa có nhiều các cái dư địa để mà tăng tiếp, và Bác Phước thì bác thường hay buôn cổ phiếu lắm các anh chị, nên là đoạn này thôi 18 cộng là chúng ta ăn ngon rồi, chốt đi cho nó lành. Bác Phước bán đấy, bác Vũ bác ấy bán ra rồi đó, thì chúng ta cũng nên bán thôi, không thơm nữa, quan điểm cùng là như vậy. Nam Kim ở thời điểm hiện tại thì Nam Kim có thể đây. Cái điểm hồi tụ kỹ thuật của Nam Kim ở 11.3 đến 11.2 và cũng đang xây lên cái vùng ở đây, Nam Kim ở 13.5, các tài khoản có Nam Kim thì chúng ta cũng sẽ nắm giữ để chúng ta canh chốt Nam Kim ở nhịp này. TLH cũng khỏe đó các anh chị, gần như là em không chịu chỉnh cho những cái điểm chỉnh kỹ thuật ở khoảng vùng giá 5.5 đến 5.6. 5.6 là hiện tại là chưa có về được. Những cái vùng dự ở dưới này chưa về được, và em vẫn tiếp tục neo đậu ở trên cái vùng này, tức là cái yếu tố tạo lập của
TLH vẫn đang rất là khỏe. Ok, các tài khoản đang cầm thì cầm thêm thôi, điểm mua thì không không khuyến nghị nữa. TVN, TVN đang chờ em ấy trả cung đó ở vùng 7 đến vùng 7.3. Tại sao chúng ta phải mua ở những cái vùng chót vót ở trên ngọn này đó? Bây giờ chúng ta có những cái vùng đấy, những anh chị mà mua bây giờ vùng 8.5 ở đây là bây giờ hốt lắm rồi này. Cổ phiếu chúng ta có những cái điểm test cung ở vùng 7 đến vùng 7.3, đây là điểm mà chúng ta mua, và trong tuần thì có 7.1 để chúng ta mua đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu cơ bản khác của các nhóm ngành anh chị nhé. Và những cái mã cổ phiếu này thì Hùng cũng đã liên tục phân tích cập nhật cho các anh chị trong cái thời gian vừa qua. PLC đến thời điểm hiện tại là đang xây ở target khoảng 26 cộng, mạnh hơn thì ở khoảng vùng 27 28 canh chốt. Cổ phiếu KSB cũng đang xây cái target ở đây là 32 trên 32, tương đương với giá sau chia khoảng vùng 27 trên 27, và 2 tuần nó đi ngang đi ngửa thế này, nó không rõ xu thế thì chúng ta cũng sẽ canh chốt. DHC. Đó, DHC là một mã cổ phiếu mà chúng ta đi phân tích một cái sóng lên ở đây, và đến thời điểm hiện tại thì hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 60 trên 60 trên bản tin tuần, và cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test lại cung cầu ở khoảng vùng 60 đến vùng 60.5 trước khi mà hình thành một cái nhịp kéo ở tiếp theo. Cổ phiếu DHC thì bây giờ là gần như không không còn cản nữa, và tạo lập kéo đến đâu thì chúng ta sẽ biết đến đó. Chúng ta liên tục đi xây như vậy thôi. DHA. DHA thì chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ của nó ở vùng 37.5 đến vùng 38.5, phân tích một sóng lên. Ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ đi xây cho target của em này ở khoảng vùng 48 đến vùng 50. Ở trên góc độ kỹ thuật, cổ phiếu đang có những cái điểm test cung ở vùng 44.5 không gãy, như thế này nó rất là ok, và kỳ vọng sẽ có một cái nhịp tăng tốt. Nhịp tăng tốt. Điểm mua không còn, các tài khoản đang cầm thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt. Ở mã cổ phiếu PAN, rất nhiều những anh chị có quan tâm, có hỏi Hùng là cái con PAN này thì có mua để đầu tư trung và dài hạn được không, thì chúng ta nhớ rằng nếu như chúng ta mua trung và dài hạn, chúng ta phải chờ những cái nhịp mà thị trường chỉnh, và PAN này sẽ ở cơ cấu hợp lý ở khoảng vùng giá 19. Anh chị lưu ý như vậy, nếu như xác định là trung và dài hạn nhá. Cổ phiếu ABS là mã cổ phiếu đã khuyến nghị mua, và mua ngay từ đầu tuần đó, những cái điểm test đẹp, và cuối tuần thì nó đã lên đến đây, các anh chị nhìn thấy đây, nó leo từ đầu tuần đây, hết kết tuần là nó ở vùng 13, bây giờ nó leo lên 16.35, và trong nhịp này thì cũng đang xây cái dự kiến của cái em này ở khoảng vùng 17 đến vùng 17.5, thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt mã cổ phiếu ABS. Mã cổ phiếu FIT là đã khuyến nghị mua, bởi vì trong cái giai đoạn này FIT cũng đã nhìn thấy những cái tính tạo lập về dòng tiền rất là đẹp của FIT rồi. Và chúng ta sẽ canh để chúng ta gom đủ số cần mua của FIT ở thời điểm hiện tại. Những anh chị nào mà yêu thích mã cổ phiếu này thì cũng có thể canh mua. BMI. Đối với BMI, Hùng đang xây cái target ở nhịp này đó là ở vùng 32. Các anh chị có những điểm đây là gần được vùng cách target của chúng ta khoảng 0.5 nữa thôi. Cổ phiếu CVT. Điểm nhấn kỹ thuật của CVT đến ở trong tuần, xuất hiện vào phiên ngày thứ ba, sau khi kéo tăng trần và sau đó bị tụt trần và có mức lượng chốt rất mạnh, thì đây chính là cái điểm mấu chốt vấn đề, và những tài khoản đang cầm thì chúng ta phải ra nhanh, ra ngay, mà may còn ra được bởi vì hôm đó là có thanh khoản, còn những phiên sau giá sàn liên tục và gần như không có thanh khoản. Phiên ngày hôm nay có mức lượng bắt, nhưng mà lượng bắt này thì khả năng cũng chưa happy lắm, nhìn sâu sâu hơn khả năng ở vùng 35 đi. Em cứ đạp đạp sâu sâu xuống dưới này thì chúng ta sẽ căn cứ tình hình thực tế để chúng ta làm tí game, uống cà phê, đúng không ạ? Cổ phiếu PAC, nhìn thì nó hơi ghẻ lở hắc lao vì thanh khoản nó thấp thôi. Nhưng mà trên góc độ kỹ thuật thì vẫn đang phân tích một cái trend xu hướng tổng thể của cổ phiếu này đi về vùng 3x từ vùng 22. À đâu, không phải đâu, từ vùng 20 đến vùng 21 này bắt đầu phân tích cho em này một cái sóng gọi là sóng tăng dài, và xây target qua từng thời điểm, từng thời kỳ và đến thời điểm hiện tại để chúng ta xây lên vùng 3x. Cổ phiếu Phú Tài PTB xuất khẩu gỗ đây.
Phú Tài đã hoàn thành cái vùng target của chúng ta. Phân tích ở đây là vùng 58 trên 58 điểm nhấn kỹ thuật, nó xuất phát từ trong tuần vừa qua khi cổ phiếu này vượt thoát vùng 58. Hiện tại thì Phú Tài đã có hai phiên break mạnh. Nhưng với cái tình hình hiện tại thì Phú Tài sẽ có những cái điểm test lại cung ở khoảng vùng 58.5 đến vùng 59.5 ở đây. Chắc chắn là sẽ phải test lại trước khi mà đi 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 tiếp đi xây tiếp lên cái vùng 64 ở đây. Bản thân Phú Tài cũng là một mã cổ phiếu rất có duyên. Bản thân trong một cái nhịp phân tích sóng lên của Lê phân tích ở bên này thì cũng đã phân tích được gần sát sao đến cái target ở vùng 73 74 ở đây. Sau đó thì cổ phiếu bị đạp và ở bên này con dốc thì cũng như vậy, chúng ta đã có những cái điểm phân tích Phú Tài rất là ok bên này. Bộ đôi không thể thiếu trong cái nhịp đầu tư của chúng ta trong thời gian vừa qua, đó là bộ đôi CSV và CV và DDGC. Thì mã cổ phiếu CSV lùng có phân tích và ở cái biên hỗ trợ vùng 26.5 ở trong cái mục tiêu đánh lại về vùng 3x. Và trong tuần vừa qua, trong tuần thì cổ phiếu này đã chạm về vùng 3x ở trong phiên ngày thứ 5 và không giữ được ở tức là không giữ được cái đà tăng tiếp, và cổ phiếu này đã chỉnh, bởi vì thực ra thì về vùng kháng cự thường thường là như vậy thôi, nên là cứ về đến kháng cự là các anh chị mang hàng ra mà chốt thôi, đừng có tiếc nuối cái gì cả. Nếu mà nó tốt chốt xong nó tăng thì chúng ta tán một ít lộc cho người đến sau không có sao. Vùng 28.5 đến vùng 29 sẽ là những cái điểm test lại cung của CSV. DGC đang phân tích xây target từ vùng giá 45 và chúng ta xây lên vùng 50. Trong tuần cũng đã có những phiên suýt soát 49.5, cách cái target phân tích một tí tẹo nó thôi. Ở trên góc độ kỹ thuật, em này em sẽ trả lại cung bé tí bé tẹo đây này, vùng 48 48 này, 48 không gãy này, thì cơ hội đánh về vùng 5x là còn thôi. Cổ phiếu DGC thì kiểu gì cũng sẽ đánh tiếp, nó không còn cái lực cản nào nữa rồi. Cổ phiếu VOC cũng đã khuyến nghị trong team của Lê đầu tư bắt bắt tí tã các anh chị, và điểm bắt thấp sâu sâu ở dưới này xong rồi đến vùng 19.5 bắt tiếp, và bây giờ thì cũng sẽ căn cứ cái tình hình thực tế ở vùng 20 đến vùng 20.5 tiếp tục bắt, sẽ có khuyến nghị ở trên room. Vùng giá mục tiêu vùng 22 đến vùng 23 cho nhịp đánh này. Cổ phiếu TDM đã khuyến nghị mua rồi, đủ hàng rồi, bây giờ chỉ chờ canh chốt nữa thôi. Và TDM thì bây giờ chúng ta đang kỳ vọng được cái vùng thoát được cái vùng 28. Bây giờ cái vùng 28 này đang khá là khoai đây. Thoát được vùng 28 để xây dựng về vùng 3x. Trên góc độ phân tích kỹ thuật nến tuần thì cổ phiếu TDM đang rất là ok, từ vùng hỗ trợ của nó ở đây từ vùng 23 đến vùng 22 đến vùng 23 và các cái điểm mua của chúng ta. Không biết TDM là khuyến nghị mua nhiều quá nên là cũng không không nhớ được là TDM bắt đầu phân tích từ đâu. 17 ngày, 22 ngày trước 30% vị thế vùng 24 đến vùng 24.3. 22 ngày trước vùng TDM và sau đó thì có điểm mua thêm 50% vị thế, có điểm mua hết ở cách đây 16 ngày vùng 25 đến vùng 25.5. Đó thì cái cách đầu tư nó là như vậy. Và bây giờ thì nó lên đến vùng 28, kháng cự 28 thì các tài khoản chúng ta đang nắm thì chúng ta chú ý cổ phiếu này sẽ có xu hướng khả năng đây, vùng 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 đẹp đẹp ở trên này thôi. Vùng 27 nó trả cung lại vùng 27 không gãy là đẹp. Cổ phiếu LTG Lộc Trời thì đây các anh chị, vùng 24 vùng 24.5 hỗ trợ thì anh chị có thể canh mua. Cổ phiếu Thiên Long TLG là một cái mã cổ phiếu mà Hùng có nói rồi là TLG và PAC là hai mã cổ phiếu phân tích ở trên góc độ sóng dài nên là nó đi túc tắc, nó từ từ thôi. Đó. Và cái vùng ở đây vùng 32 và bây giờ vùng 38 thì chính thức điểm nhấn kỹ thuật của cổ phiếu Thiên Long cũng đến trong tuần vừa qua. Đó là phiên ngày thứ 5, à phiên ngày thứ 4, cổ phiếu này đã đánh break vùng 38, sau đó thì đang có những cái điểm hai phiên test cung và dự kiến những cái điểm test cung đẹp nó sẽ nằm về khoảng vùng giá 38.5 không gãy.
thì chúng ta sẽ đi xây lên mục tiêu 4x cộng, 4x cộng và cái đích đến của TLG như thế này thì nó sẽ mắc ở trong nhịp này sẽ ở khoảng vùng 45. Cổ phiếu sóng dài mà nên là chúng ta cứ từ từ thôi. Rồi cổ phiếu VPG, VPG chúng ta xem VPG đó. VPG cũng đã là một cái mã cổ phiếu khuyến nghị đầu tư và khi cổ phiếu này chạm về vùng 14, 14.2 bắt tiếp mục tiêu của VPG không có gì thay đổi cả, vùng 17.5, 17, 17.5 đến khoảng vùng 18, đó là vùng giá mục tiêu. Cổ phiếu ANV, AAV cũng đẹp này, AAV trong team cũng các anh chị cũng đang nắm rất là nhiều. Sau khi mà bắt được cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây vùng 6.6 đến vùng 7 và mục tiêu nhịp này sẽ đánh chạm vùng 10. Và chạm vùng 10 thì nói chung là nói đến vùng 10 thì khoảng 9.5, 9.6 là các anh chị mang hàng ra mà táng đi còn gì. EVN cổ phiếu CVN. Cổ phiếu CVN này thì trong team cũng đang nắm và cái điểm nhấn kỹ thuật của cổ phiếu CVN này nó cũng đến từ trong tuần vừa qua, đó là sau khi mà cổ phiếu này bứt được cái vùng 18 và có những cái điểm test cung kỹ thuật ở vùng 17.5 không gãy và lực cầu tiếp tục quay trở lại đánh cổ phiếu này vượt thoát vùng 18 và nói đúng hơn là vượt thoát vùng một cái điểm điểm kỹ thuật đây này 18.5 ở đây rất là đẹp này. Đó, 18.5 ở đây rất là đẹp. Thì cổ phiếu này sẽ chạy tiếp và nó sẽ chạy theo những cái sóng rất là dài. Chính vậy nên là những anh chị mà quan tâm đến em này thì có thể mua. Còn cái điểm mua thì các anh chị có thể canh ở vùng 18.4, 18.5 gì đó. Đó. Còn nếu như mà các anh chị mà trong team của Hùng Lê thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích sâu hơn ở những cái điểm mua cụ thể. Còn trên bản tin tuần thì cũng chỉ nói sơ sơ như vậy thôi. Rồi, chúng ta đi phân tích nhóm ngành phân bón, phân bón BFC. BFC thời điểm hiện tại phiên kết tuần thì cũng khá là đẹp, chính vậy nên là mục tiêu thì công lại vùng kháng cự này thôi, 17 có hàng thì canh chốt. Giai đoạn hiện tại nhóm đạm là không còn ok lắm nữa. Nên là chúng ta sẽ đi qua nhanh thôi. Đạm Phú Mỹ. Đối với Đạm Phú Mỹ cũng không có những yếu tố đột biến, vùng 17 đến vùng 18 chấm hết. Đạm Cà Mau lưng chừng vùng ở đây đó là vùng 11.4 đến vùng giá 13 và xu hướng hiện tại thì Đạm Cà Mau nó đang có những cái điểm đi ở khoảng quanh vùng 12 đây. Hồi phục lại thì cũng có thể là đánh lên được vùng 13 thôi và các anh chị có thể chú ý nhớ đến cái cách Hùng nói đó là đường MACD nó đang cắm đầu xuống như thế này thì cổ phiếu nó tăng làm sao được, đúng không ạ? Đúng như vậy, nó chỉ đi ngang nó tích lũy thôi. Ông uống cốc nước đã, ngủ nước đã, 1 tiếng 20 phút nói liên tục. Một tiết học của chúng ta có 45 phút thôi. Hùng liên tục nói như vậy, các anh chị biết được là rất là gọi là tận tâm, tận tình với các anh chị ấy. Và chúng ta phân tích nhóm cao su GVR. Ở GVR đến thời điểm hiện tại có thể nói là siêu phẩm. Siêu phẩm và trong cái góc nhìn kỹ thuật và trong cái cách phân tích cùng đó là những cái điểm test kỹ thuật không gãy khoảng vùng 18 đây này. À đâu khi sau khi mà cổ phiếu này vượt thoát lên vùng 18 thì nó sẽ có những cái điểm test cung lại ở những vùng 18.5. Đây là những cái điểm test cung kỹ thuật rất là đẹp và phiên ngày hôm nay phiên kết tuần thì GVR tiếp tục CE. CE như thế này rồi thì biết đi đến đâu, khả năng là xu hướng là sẽ về vùng 22 cộng đến vùng 23 và các cái nhịp phân tích của cổ phiếu này từ vùng 9 và đến tại thời điểm hiện tại là đã lên đến vùng 20 cộng rồi. Cổ phiếu PHR điểm nhấn của PHR nó cũng bắt đầu xuất hiện ở trong phiên ngày thứ 5 và ngày thứ 6 ở đây. Đó là Hùng có nói rồi, đó là phải đánh được vượt thoát được cái nền 65. Trên góc độ kỹ thuật của nhóm ngành cao su thì hiện tại cả nhóm ngành này đang rất là tốt, mã cổ phiếu nào tốt hết trơn á. Chính vì vậy nên là PHR có thì các anh chị cứ nắm với mục tiêu có những cái điểm test cung không gãy ở vùng 65 thì chúng ta sẽ xây target của cổ phiếu này lên khoảng vùng 7x. Cổ phiếu DRC
DRC là đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta các anh chị nhé, 20 21.5 trên 21.5. Sau khi hoàn thành rồi á thì cổ phiếu này nó sẽ có xu hướng test lại cung 21 đến 21.5, không gãy thì chúng ta sẽ đi xây cái target tiếp theo, và chúng ta sẽ chờ các cái tín hiệu kỹ thuật phân tích của ông Lê ở đây. Cổ phiếu ship ship nhịp trước thì chúng ta bắt được và chúng ta đã xây, gọi là xây thành công cái target của ship ở vùng giá 160. Sau đó những cái điểm mà ship nó đổ lại đây này thì hơi tiếc một tí là không kịp để khuyến nghị cho các anh chị ở vùng 124.5, không sao, chúng ta vẫn còn nhiều cái cơ hội khác. Ship đẹp quá, đánh lên hơi bị dốc. Cổ phiếu VRC, à không phải VRG, các cái ký tự. Ở VRG hiện tại thì cái thanh khoản nó thấp và cổ phiếu này thì không có nói rồi, các anh chị mà nắm thì chúng ta nắm ít thôi, mục tiêu thì sẽ đánh về lại vùng 29 đến vùng 30. Không bắt được ship ở nhịp này nhưng mà bắt được SRC, đó đẹp như trang trang vẽ. SRC nhịp này đã bắt và bắt ở những cái vùng giá rất là ok, từ vùng 16.8 đến vùng 17. SRC thì chúng ta sẽ nhìn ở trên góc độ nó đẹp đẽ hơn một tí, là các anh chị chúng ta cứ gom đủ đi, vùng 16 đến vùng 16.5, đây là cái vùng mà nó sẽ xoay chiều, nó sẽ đảo pha xu thế, và SRC thì cũng xác định là sẽ cầm tương tương một tí với những cái mục tiêu nó dài hơi hơn đó. Từ từ hãng xây target, khi nào vượt thoát vùng ở đây là vùng 19 là chúng ta sẽ đi xây target sau. Cổ phiếu MH3, MH3 hôm nay khuyến nghị mua một ít ở vùng 6 mấy nhỉ, chắc không kịp mua. MH3 không kịp mua 71 và cuối phiên thì 71.9. MH3 là mã này thì khả năng là chạy, sẽ chạy khủng đó. Rồi chúng ta sẽ đi mã cổ phiếu về nhóm ngành cảng biển, VSC. VSC đã có một tuần giao dịch rất là tích cực và vùng giá 48.5 đến vùng 50 là vùng mà Hùng đã xây cái target cuối cùng. Còn bây giờ nó kéo đi đâu thì nó kéo. Cổ phiếu HAH là một cái mã cổ phiếu cũng rất là đẹp, và trong tuần trong trong tuần trước thì Hùng đã có nói trong cái bản tin phân tích tuần, Hùng đã có nói đến cái xu hướng của mã cổ phiếu HAH, và trong tuần này thì cổ phiếu đã đạt luôn cái target vùng 17.5, nó rất đẹp luôn các anh chị. Vượt thoát 17.5 rồi thì đi đâu? Hay kìa. Rồi. Sau khi mà về đến vùng 17.5 thì cổ phiếu sẽ có những cái điểm ngừng nghỉ ở đây. Những cái điểm ngừng nghỉ này thì nó hợp lý, nó sẽ là khoảng vùng giá 16 16.3. Đây sẽ là những cái điểm test kỹ thuật. Điểm test kỹ thuật này không gãy, cổ phiếu sẽ công vượt thoát vùng 17.5. Đó thì sau đó nó sẽ có, khi mà công thoát xong nó sẽ có những cái điểm test cung lại, không gãy, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định thì chúng ta sẽ đi xây dựng cái target tiếp theo của em này ở vùng giá 2x đối với mã cổ phiếu HAH. Cổ phiếu GMD cũng là một mã cổ phiếu rất là thành công, đúng không ạ? Thành công nhất đó là phân tích về target 28, và thành công thứ hai đó là giữ lại cổ phiếu cho các anh chị khi cổ phiếu nó có những cái điểm test cung ở vùng 26 26.5 không gãy. Đấy là những cái điểm mà chúng ta giữ cổ phiếu lại, bởi vì khi những cái trend, những cái điểm nhấn kỹ thuật đó mà không bị phá vỡ thì cổ phiếu còn xu hướng tăng. Và trong tuần thì cây nến xanh chờ đợi nhất của cổ phiếu này đến ở phiên ngày thứ ba, ngồi vừa thoát vùng 28 và lên được đến cái target ở vùng 30 đến vùng 31 rồi các anh chị. Quá là đẹp rồi, 30 cộng rồi, đẹp quá. Hai phiên kết tuần thì cổ phiếu này đang bị chốt tương đối mạnh, và với một cái lực chốt này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng đạp lại vùng 28, và vùng 28 này bây giờ trở thành cái thành trì để xem là cổ phiếu còn xu hướng nữa hay không. Và anh chị lưu ý ở vùng 28 cổ phiếu GMD. Tuần vừa qua thì cổ phiếu VNA chốt rồi, xong đó thì gom lại nhưng mà không kịp gom thì nó chạy mất. Phiên này thì VNA cũng bị chốt tương đối mạnh. Trong nhóm ngành cảng biển có một mã cổ phiếu DXP là ông đã có khuyến nghị tham gia đầu tư, và cổ phiếu DXP này thì chúng ta cũng sẽ cầm dài dài.
tạo lập của DXP nó đánh tương đối là tởm lợm, nên là chúng ta không vội gì phải chốt cả. Mục tiêu của DXP vẫn là vùng 2x, không có gì thay đổi. Khi cổ phiếu này có những cái điểm test cung ở vùng 16, cổ phiếu TC TCVK cũng đã khuyến nghị mua rồi. Khuyến nghị mua rồi, và mục tiêu thì trong nhịp này TCVK tiếp tục đánh vào vùng giá khuyến nghị mua vùng 25 đến vùng 25.5. Các anh chị có thể xem lại trong bản tin phân tích tuần. Nhóm ngành cảng biển này còn mã cổ phiếu nào mùng khuyến nghị mua nữa không nhỉ? Xem lại một tí. Rồi, cơ bản là chỉ có những cái mã cổ phiếu đó thôi, nhóm ngành cảng biển. Nhóm ngành cổ phiếu Viettel thì cũng có khuyến nghị mã cổ phiếu VGI. Và cổ phiếu VGI các cái điểm mua full của chúng ta cách đây kết thúc điểm mua 7 ngày trước. 7 ngày trước là kết thúc điểm mua. Và sau cái phiên mà ông khuyến nghị mua này thì chúng ta chỉ đi xây target thôi, cách đây 7 ngày này các anh chị, đây 7 ngày này. Thì VGI đối đến với thời điểm hiện tại là lực cầu tương đối ổn định và target đầu tiên vùng đây xây cổ phiếu này ở khoảng vùng 34 cộng. Sau một phiên đánh tích lũy đánh mạnh lên thì cổ phiếu này nó sẽ trả cung lại vùng 32. 32 không gãy, lực cầu tiếp tục quay trở lại thì vùng 34 cộng đây, đấy là cái cách đi của cổ phiếu thôi. Mã cổ phiếu VTK khuyến nghị đầu tư, khuyến nghị mua thêm. VTK thì cái cơ hội để cổ phiếu này đi tăng trưởng còn vùng 30 đến vùng 31.5, đó là vùng mà khuyến nghị mua đối với mã cổ phiếu VTK. Rồi nhóm ngành mía đường QNS QNS thì cũng đã có những cái phân tích rất là sâu đối với mã cổ phiếu này, và đến thời điểm hiện tại thì những cái phân tích của ông Lê nó đang đúng, đó là sau khi mà cổ phiếu này vượt thoát vùng 35 xong thì đã có những cái điểm test cung không gãy, thì ông đã xây dựng lên cái target ở vùng 37 mạnh hơn. Ở trong nhịp này thì cổ phiếu này có thể đánh lại về vùng 39 đến vùng 40, nhưng trước mắt là sẽ xây tiếp về vùng 37. Mã cổ phiếu SBT đang xây về vùng 2x sau những điểm test cung kỹ thuật ở đây vùng 17.5 đến vùng 18 không gãy. Cổ phiếu SLS cũng đã khuyến nghị đầu tư, và SLS thì đang xây về vùng giá mục tiêu, đó là vùng giá 69 đến vùng giá 70 ở trong nhịp này. Cổ phiếu LSS trên trend tuần, LSS thì chúng ta phải xác nhận với nhau trên trend tuần có 2 tuần test biên ở vùng 7.5 đến vùng 8 không gãy. Tín hiệu như vậy là tốt, và LSS nó cũng là cái tạo lập của nó cũng khủng hoảng anh chị nhé, đánh từ vùng giá 6 về đến vùng 14 thôi, thế thì chúng ta cũng không cần gì cả, chúng ta về chỉ cần mong mong LSS về đến khoảng vùng 10 thôi. Đó, từ những cái vùng phân tích ở dưới này là vùng vùng ở dưới này là bao nhiêu đây ta? Vùng 5.5, vùng 6.6 nó ở dưới này, nhìn lăng nhăng lít nhít ở cái đoạn này, và lên về đến vùng 10 thế là cũng là rất là thành công trong một cái nhịp chúng ta phân tích. Danh mục các mã cổ phiếu của nhóm ngành dệt may TCM bay tung nóc nhà. TCM trong tại sao mà trong cái nhóm ngành dệt may Hùng lại lựa chọn cái mã cổ phiếu TCM? Đó, phân tích ròng rã luôn, ròng rã từ những cái thời điểm rất thấp ở dưới này vùng 21.2, và bây giờ chúng ta đã xây lên một cái target lên đến gần vùng 4x, 4x, và trong tuần thì cũng đã tiếp tục bẻ cái target của cổ phiếu này lên vùng 4x khi mà TCM đã vượt thoát cái vùng giá 35 và dự có những cái điểm test cung lại vùng 34, nhưng trên thực tế là cổ phiếu này đã không test cung đến vùng 34 và đang vận động ở trên vùng 35.5 đến vùng 36, 36.6 đây. Như vậy là cổ phiếu rất là khỏe, và mục tiêu tiếp theo điểm mua thì nó không còn nữa các anh chị. Điểm mua phải là những điểm thấp thấp ở dưới này. Bây giờ chúng ta thì xây ra ghét và chúng ta canh chốt thôi. TNG cũng đã mua full hàng, full hàng ở vùng giá 13.7. Các cái điểm mua của TNG khuyến nghị rồi. Mục tiêu của TNG về vùng giá 16, đó là target đầu tiên chúng ta xây. Trên cái đường đi đó, cổ phiếu này sẽ nghỉ chân ở khoảng vùng giá 14.5, thêm 1 đến 2 phiên nữa. Cổ phiếu VGG cũng đã khuyến nghị mua rồi. Đó, những cái mã cổ phiếu nào mà đạt được những cái điểm nhấn kỹ thuật lồng
phân tích hết các anh chị. Đó, chúng ta không có cách đây 4 ngày. VGG. VGG này, cách đây 4 ngày là giải ngân thêm 50% tỷ trọng này, 39.5 đến vùng 4x này. Thế thì cái điểm mua gom nó lại còn cách đây xa xa nữa. Đó. Và cách đây 3 ngày VGG đặt mua hết điểm mua cuối cùng 40.5. Và cái nhịp này của VGG khá là ok. Và trong tuần thì đã có những phiên đánh lên 42, nhưng mà sau đó thì em ấy đang test cung, và những cái điểm test cung đẹp ở lại ở vùng 40.5. Không gãy là ổn. Và VGG thì nhìn như thế nào? Vùng nhìn những cái nhìn vùng thì cũng sẽ nhìn dài. Đó, kỳ vọng nhịp này em đánh lên vùng 45, mạnh hơn sẽ vùng 5x. Như vậy là chúng ta cũng có một cái nhịp lợi nhuận tạm ổn theo cái kỳ vọng vùng lên. Cổ phiếu VGT cũng khuyến nghị rồi. Mục tiêu ở trong nhịp này đó là vùng giá 10.5, 10 đến vùng 10.5. Cổ phiếu GIL một cái nhịp cánh sổ số từ vùng giá 40-35 và chúng ta xây lên cái target ở vùng 42. Trong tuần thì nói chung như thế này là cũng si sát lắm rồi các anh chị. Đạt được mốc 41.8, cách 0.2 nữa. Đó, ví dụ GIL này. Sẽ cho các anh chị thấy này, nhịp sổ số. Đây, 23 ngày trước nhịp sổ số này. 42 cộng mục tiêu xây 23 ngày trước thì Hùng đã xây cái target của cổ phiếu GIL ở 42 cộng, và đến thời điểm hiện tại kết tuần ở gần đạt là 41.8. Đó, thì những cái gì mà Hùng có thì Hùng nói có thể không chính xác được 100%. Đó, nhưng mà đôi lúc nhớ sai số liệu thôi, chứ còn nếu mà search lại thì nó đều có hết. Rồi, nhóm ngành thủy sản thì chúng ta điểm qua nhanh MPC, bởi vì nhóm ngành thủy sản hiện tại thì nó cũng không có nhiều dư địa. Mục tiêu ở nhịp hồi này MPC sẽ đánh chạm lại về vùng 29. Cổ phiếu ACL hiện tại chưa có động lực đi ngang. Cổ phiếu VHC đi ngang trong biên 43.2 đến biên 46.5. Cổ phiếu CMX nhịp này sẽ hồi lại được mắc ở khoảng vùng giá 16.5 đến vùng 17 canh chốt. Cổ phiếu FMC sẽ có những cái điểm test cung lại vùng 36, sâu hơn nó có thể là nó sẽ test lại vùng dưới này đây này, vùng 35 đến khoảng vùng 36, trước khi mà hình thành một cái nhịp tăng tiếp theo ở đây. Chúng ta cứ bình tĩnh. Cổ phiếu ANV không có vội gì mà chúng ta cứ phải mua những cái phiên xanh làm cái gì cả. ANV hiện tại là động lực cũng không có nhiều, dòng tiền đi ngang, tín hiệu mát cắm đầu đi xuống, như vậy thì loanh quanh ở vùng 22 đến vùng 22.5 thôi. Cổ phiếu ngành dược hiện tại thì có mã cổ phiếu IMP. IMP là xây target của nhịp này ở vùng 57, và cái vùng hỗ trợ dài, hỗ trợ cứng là vùng 45. Phân tích rồi, cổ phiếu DMC trong nhịp này đang xây lại ở vùng giá 59, và vùng hỗ trợ của cổ phiếu này đó là vùng 53, đã có khuyến nghị mua, và sau đó thì nó có một cái điểm nhấn kỹ thuật ở đây, không gãy vùng 54 đến vùng 55 mua tiếp. Cổ phiếu dược Việt Nam nhịp này sẽ đi xây cho target ở khoảng vùng giá 17, sau khi mà cổ phiếu này có những cái điểm test kỹ thuật 15 rất đẹp, và đặc biệt là cái điểm test ở đây này 14.2. Khi mà nó hình thành lên một cái nhịp lên chạm cái vùng kháng cự ở đây 15, và sau đó nó có 100 tuần, nó chính là cái điểm mấu chốt, nó nằm ở phiên này, lực cầu tiếp tục quay trở lại thì sẽ xây ở vùng này. Rồi, như vậy là chúng ta đã đi phân tích xong, gần như xong tất cả các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành chính, các cái nhóm ngành cơ bản. Còn nhóm ngành khu công nghiệp, anh chị nào quan tâm đến mã cổ phiếu nào thì Hùng sẽ trả lời trực tiếp trên ở cái dòng comment của bản tin tuần. Và bây giờ 10 phút còn lại của bản tin thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta nói về xu hướng của thị trường chứng khoán ở trong tuần tới. Thế thì trước khi mà nói về xu hướng thị trường chứng khoán trong tuần tới thì Hùng có chia sẻ với các anh chị như sau. Thứ nhất đó là thị trường chứng khoán luôn luôn biến động, luôn luôn thay đổi. Chính vì vậy hàng ngày chúng ta phải có các cái cột mốc để chúng ta phân tích, định lượng
xem là xu hướng của thị trường còn hay hết, cổ phiếu còn đi được nữa hay không. Trên bản tin tuần thì chúng ta chỉ view ở một cái khoảng không nào đó, tức là một cái khoảng dự báo nào đó. Ví dụ như là tuần 132 thì có dự báo về VN-Index của chúng ta có thể đi về vùng mốc M4, vùng 1.020 điểm đến 1.030 điểm. Đó, thì cái câu chuyện đó là một cái dự báo trước một tuần nó rất là khó. Và cái dự báo đó thì Hùng cân đo đong đếm cái xung lượng, cái xung lực của thị trường, tất cả các mã cổ phiếu cấu thành nên cái thành tố cấu thành nên cái chỉ số, cái điểm số của VN-Index, thì Hùng đưa ra một cái dự báo như vậy. Và trên cái dự báo đó thì từng phiên giao dịch chúng ta cần phải có những cái phân tích, những cái cột mốc để chúng ta xem, à cái cột mốc đấy nó còn thì chúng ta sẽ tiếp tục có một cái hành trình long như vậy. Còn nếu những cái cột mốc mà bị phá vỡ, à như vậy là chúng ta phải điều chỉnh kịch bản. Thì những cái thiên biến vạn hóa ở đó, trong những cái nhịp giao dịch đó thì nó phải có được ở trong từng phiên giao dịch. Thì ông có chia sẻ đấy là ý thứ nhất. Và những cái biến hóa đó, những cái phân tích định lượng đó thì nó sẽ nằm hết ở trên cái hệ thống phân tích đầu tư của team Hồng Lê. Đó là ý thứ nhất Hùng chia sẻ đó. Ví dụ như phiên ngày thứ ba đúng không, thì nếu như trong buổi tối ngày thứ hai mà Hùng không có những cái cột mốc để cho các anh chị vín vào đó đúng không, các cái cột mốc ví dụ như là VN30 dự có thể là nó sẽ chỉnh về đó. Ví dụ đây VN30 nó có thể dự là nó sẽ đi về cái vùng 952 đến 955 điểm, và ngay từ đầu phiên thì nó dập cho một phát 24 điểm, 20 điểm như vậy, cóng ngay, và chúng ta sẽ bán tống bán tháo, và vô hình dung thì chúng ta lại rơi vào một cái bẫy đúng cái ngày 29 và đúng cái ngày 30 của tháng 11. Và chắc chắn cam đoan với các anh chị là trong cái phiên ngày thứ ba rất nhiều những anh chị bán đúng đáy, và bây giờ không bán xong thì làm sao còn dám mua lại nữa. Đấy là về mặt tâm lý đó, vừa bị sát thương xong, bán xong cổ phiếu nó tăng lại thì chúng ta sẽ không 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 còn để mua nữa. Nên là những cái cột mốc tâm lý trong cái quá trình giao dịch nó rất là quan trọng, để làm gì, để nó dùng giống như các cái cột tiêu á, để chúng ta vín vào đó đó, để chúng ta cầm tiếp nắm cổ phiếu, hay là chúng ta mua thêm cổ phiếu, hay là chúng ta bán cổ phiếu đi. Ý thứ nhất là như vậy. Ý thứ hai là về thị trường chung thì cái cách mà Hùng phân tích định lượng á, là Hùng sẽ dự báo một cái khoảng nào đó. Có tuần thì Hùng sẽ dự báo cái vùng giá mục tiêu, có tuần thì Hùng sẽ dự báo cái vùng hỗ trợ để đi lên cái vùng mục tiêu đó. Thì tất cả những cái phân tích dự báo là dự báo trước cho một tuần. Các anh chị phải nhớ là dự báo trước cho một tuần, cái công việc đó nó cực kỳ là khó. Đó, bản thân thì Hùng cũng chưa có đọc các cái báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán mà có dự báo trước một tuần đấy, chỉ có dự báo trong ngày thôi. Đó, thì cái việc đó rất là khó, nên là cái độ chính xác thì nó sẽ có cái sự trễ, nó có sẽ có sự xê dịch. Và trong tuần thì Hùng sẽ liên tục có những cái phân tích để bám sát xem là cái xu hướng đó là nó có đúng hay không. Rồi, đối với thị trường của chúng ta, trong cái hành trình mốc 1.020 điểm đến 1.030 điểm của chúng ta đã đến được 1.025 điểm rồi. Và trong cái phân tích định lượng thì vẫn hướng đến cái vùng 1.030 điểm. VN-Index ở trong tuần tới có thể sẽ có những cái điểm test cung sâu ở khoảng vùng 1.012 điểm. VN30 sẽ có vùng hỗ trợ ở vùng 975 điểm. Và VN30 F1M sẽ có thể có những cái điểm short test về vùng 978 điểm. Thì đấy là những cái mốc hỗ trợ rất là quan trọng của thị trường ở trong tuần giao dịch mới. Và một câu hỏi được đặt ra là thị trường sập chưa? Khi nào sập? Thì chúng ta sẽ có thể đây là một cái góc nhìn cá nhân của ông Lê thôi. Thị trường sẽ sập khi khi mà chúng ta nhận diện thấy có những phiên giao dịch trên 650 triệu cổ phiếu. Ở thời điểm hiện tại thì Hùng đang nhìn về những cái phiên giao dịch 460 triệu cổ phiếu một phiên được khớp lệnh trên sàn, nó rất là đều. Đó, nó rất là đều trong những tuần giao dịch gần đây, thì cái mốc 460 triệu cổ phiếu trên một phiên rất là bình thường luôn. Đó, vậy thì khi mà có những cái phiên bán đột biến trên 700 triệu cổ phiếu, đến thời điểm hiện tại có thể nói phải là 660 triệu, 700 triệu cổ phiếu, và VN-Index bị bán mạnh trong một cái biên độ khoảng 10 đến 15 điểm và bị bán trên 700 triệu cổ phiếu, thì đấy là cái dấu hiệu để giúp chúng ta nhận diện về cái sự phân phối của thị trường. Và đến thời điểm hiện tại, vùng 1.025
25 điểm đến vùng 1030 điểm của tuần tới là một cái tuần giao dịch cũng hết sức là căng thẳng. Chính vì vậy nên là hôm nay sẽ có thêm những cái phân tích định lượng hàng ngày, sẽ có các cái cột mốc, các cái điểm hỗ trợ để giúp cho nhà đầu tư của chúng ta có thể vững tin hơn trong cái quá trình giao dịch. Và cái mục tiêu của trong tuần giao dịch tới đó là chốt lãi. Bởi vì gần như tất cả các mã cổ phiếu Mùng Lê phân tích trong một cái quá trình vừa qua, chúng ta đã đạt được những cái target thiết kế rất là đẹp rồi. Đó, cổ phiếu đã nằm sẵn hết ở trong tài khoản của chúng ta rồi, thì chúng ta sẽ canh chốt để hiện thực hóa lợi nhuận sau một cái chặng đường đầu tư, nó rất là quan trọng. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục mang cái tiền đó để chúng ta đi đầu tư những cái mã cổ phiếu khác có các cái điểm mua, và các cái điểm mua đẹp luôn luôn có. Ví dụ như ở trong tuần vừa qua thì Hùng đã xuất hiện thêm một trong cái nhóm ngành dệt may, xuất hiện thêm một mã cổ phiếu EVE. Đó, thì mã cổ phiếu này là Hùng đã phân tích, đã có cho các anh chị những cái điểm mua, và những cái điểm mua của EVE ở đến thời điểm hiện tại đó là đã gần như là mua gom xong cái điểm mua vị thế, sau đó thì đang có những cái điểm mua sẽ chờ cổ phiếu về để chúng ta mua những cái điểm mua thêm. Và cái lịch sử đánh của EVE, ví dụ nó đánh từ vùng 15 lên đến vùng 30 nhân đôi tài khoản, nhưng Hùng chỉ kỳ vọng là ví dụ như đây, cái vùng phân tích ở đây khoảng vùng 11.2 thôi, khoảng chạy một tí nữa khoảng lên khoảng vùng 15, như vậy là chúng ta được rồi, đúng không ạ? Đó, thì cái cổ phiếu đẹp với team của Hùng Lê luôn luôn có điểm mua, luôn luôn có. Và ở những cái góc độ phân tích về thị trường, tiếp cận thị trường thì đấy là góc độ của cá nhân của Hùng Lê. Các anh chị nhà đầu tư, cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta tham khảo, có cái gì nhặt được thì nhặt, có cái gì hay thì chúng ta mang về, có cái gì không hay thì thôi chúng ta bỏ qua. Ok, đúng không ạ? Và thêm một cái nữa Hùng Lê muốn nhắn gửi với tất cả những anh chị em môi giới là tránh cái câu chuyện là mạo danh Hùng Lê để làm những cái việc không đáng có. Và cái câu chuyện này là đã xảy ra, và xảy ra tại công ty chứng khoán VPS, có luôn số điện thoại. Và cái việc này thì Hùng sẽ có những cái đề nghị với công ty hoặc là với quản lý trực tiếp của Hùng Lê để có những cái xử lý. Đó, chắc chắn là sẽ là như vậy. Bởi vì quan điểm của Hùng là gì? Chúng ta không thể lấy mượn một người khác để chúng ta đi lừa lọc khách hàng như vậy được. Cái việc đấy là không thể chấp nhận được. Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư, và chúng ta lại sẽ gặp lại nhau ở trong cái bản điểm tin tuần tiếp theo, và sẽ có thêm những cái thông tin tin chia sẻ ở trên các cái team cộng đồng, ví dụ như R8, R9, R7, đấy là những cái team cộng đồng Hùng Lê sẽ share những cái phân tích của Hùng Lê lên trên đó. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà.